cái này đều quá. Rồi, mấy chị ơi, đâm xuông cho em mọi người cái này đều quá. For resize 150.000 xuống mặt nữa. 150.000 mã 176. Cưng rồi. 150.000 mã 176. Em chào chị Nguyệt Lê Trần. Mấy tỷ chưa có đơn bên em chốt, nhớ kèm số điện thoại em chốt đơn nha mấy tỷ ơi. Rồi em copy mấy chị ơi. Copy mấy chị yêu nè. Copy màu hồng 45kg trở về là mặt đẹp mọi người ơi. 100.000 mã khó không. 176 cho Bảo Minh Trí. 100.000 mã khó không. Đầm đuôi cá cái này siêu phẩm này nha. Hàng hiếm á. Đầm đuôi cá 55kg trở về 100.000 luôn mà 79. Bán tặng nha mấy chị cái đầm đuôi cá. Cái mã đó. Rồi đầm đen siêu phẩm mọi người ơi, 150.000 cái này nha, chốt cơm ăn nhanh. 58kg trở về 150.000 mà 468. Có em ơi. Lên nào mà 468 150. Mẹ chiến cho chị Phạm Hò. Không chị. Chữ dáng nó mới rạng cho chữ, chữ theo nó không có rạng. Rồi đầm đuôi cá giúp em chị cái nữa, 60kg trở về mọi người ơi, tại 100.000 vậy là mai nhanh tay được. Cái đầm này rất là đẹp luôn. Mẹ nó bị nứt hình, em sale rẻ 100.000 nha. Bao nhiêu mẹ. Đổi tiếp nè mấy chị, đầm này rất đẹp. 65kg trở về là mặt đẹp. Cảm ơn nha em mẹ, lũi nhẹ tiếp mọi người. Mẹ nứt hình đi mấy chị. 150, 100.000 mẹ nứt hình. Trời ơi em bán siêu phẩm. Có không cho Trần Quỳnh Tâm. Nhanh tay mấy chị ơi, rồi áo này cho em mọi người ơi. Đi Phương 65kg trở về cho em 100.000. 65kg trở về 100.000 mà em 18. Rồi đầm đen đẹp mấy chị ơi, 65kg trở về mấy chị nha, siêu phẩm. 65kg trở về mọi người ơi, siêu phẩm 100.000 luôn mà 220 bán cho mấy chị lấy lọc mấy cái. 468 cho Hồng Yến. Ồ, đẹp chưa? Lỗi dâu quán Hồng Ngọc. Siêu phẩm nè chị Phạm Lan ơi, bán tặng cho em 100.000 là nhanh tay được. Mấy cái này biết không? 3kg trở về 100.000 mà 329. Rồi cái này lỗi 70.000 nhớ chị ơi, nước hình tiếp này. 65kg trở về 70.000 mã đỏ nước hình mọi người ơi, đỏ lỗi. Rồi áo dung tuyết mấy chị ơi, for resize 100.000 lên luôn. Dung tuyết nha, for resize 100.000 trối mã 146. 329 cho chị Phạm Hò. Rồi một cái đầm VIP Pro luôn. Đầm tới phòng có người chốt mất rồi chị Phạm Lan ơi, chốt lại cái khác giúp em à. Có người chốt mất rồi tình yêu ơi. Rồi đầm này 155kg trở về 150.000 mà 341. Đỏ lỗi giúp em cho chị Cao Thúy Nhàn rồi. Đó, thấy gì chưa, thấy gì chưa, nguy hiểm chưa, giả may chưa, đẹp chưa. Rồi đen giùm em 52kg trở về mọi người ơi, 100.000 mà 122 lên cho mấy chị lấy lọc một cái nữa. Cả nhà mình cố lên nha. AB mấy chị ơi. Một cái áo bé xinh xinh dễ thương. 18kg trở về là mặt đẹp. Áo bé 70.000 mã 177 70.000. Bé đó lỗi giúp em nha chị Cao Thúy Nhàn. 177 70.000. Dùng đơn đỏ lỗi. Chị Cao Thúy Nhàn lên số đi trời. Mà quên nhầm. Bấm giùm em kèm chịu lỗi mã đỏ lỗi. 122 cho chị Hoài Anh là em. Rồi đồng đen này cho em 60kg trở về 150.000 mà 430. Đúng rồi áo bé mà chụp. 341 cho chị Phủ Hương. Mặc cho mấy bà xem cái đầm này. Phê lắm. Trời ơi cái đầm này mà mặc vô là gì. Đầm này đi mà mấy chị không biết mà chụp. Ok nha Hoài Anh là em ơi. Rồi đầm này cho em Phủ Hương. Áo bé cho Trần Thị Tâm. Màu nâu nha, 100.000 mà 287 đẹp không? 100.000 mà 287. Chị xin lỗi giúp em chị Cao Thúy Nhàn thôi chứ. Chị có số thổi bên em rồi ạ. À? Em bán cái nào lỗi là chị phải kem chị lỗi đó chị. Hôm nay không có đồ bộ cho chị Hương Phùng rồi. Cái này đẹp lắm, siêu phẩm. Không này đẹp lắm. Em chui vui mấy chị ơi. 287 cho chị Bích Long Kim. Em chui vô là em còn trong mắt cái chỗ này nữa. Đó, bán tặng luôn 150.000 ai nhanh tay được. Rồi, khóc chán dài viết một người for resize 146 cho chị Diệu Nguyễn. For resize 150.000 mà 4 luôn, bán rẻ luôn á. Họ không nhung hiếm lắm á trời. 150.000 mà 4. Đỏ lỗi cho chị Cao Thúy Nhàn. Rồi, cao bé rồi mấy chị ơi, áo bé này. 146 cho chị Hà Thanh. 70.
30 kg trở về, cảm ơn nhìn bé trai 70.000 luôn bé trai. Siêu phẩm con vợt này nha quý vị yêu. Áo nam Thu Hồng Trần Thị. Áo nam 75 kg trở về 150.000 mà 324. Áo đầy da. Nam nha má trời, nam đẹp. Nam 75 kg trở về là mặt đẹp 150.000 mà 324. Đó, cái áo nam nữa nè. Áo nam 75 kg trở về là mặt đẹp 150.000 mà 555. Áo nam tiếp một cái nữa này, hai cái. Sao này ít áo nam vậy ta? Rồi đầm đuôi cá 47 kg trở về 100.000 đầm đuôi cá. Chốt cho em ạ, 184. Cho mấy chị dùng cái khóc đen. Áo khóc đen này mỏng em bán 100.000 nha. Mỏng. Ôi chị dùng này chốt được áo khóc vậy. Ủa áo khóc dày VIP lắm á. Chị nào chốt được áo khóc đó mới VIP. Áo khóc này mấy chị mua mới thì phải. Bèo bèo phải trong mắt 1 triệu mấy. Rồi khóc mỏng mấy chị ơi. Khóc mỏng 2 kg trở về cho em 100.000 đi mấy chị ơi mà 700. 100.000 mà 700 áo khóc mỏng. Một lớp. Nhưng một lớp. Rồi tình yêu này chốt cái áo này 150.000 siêu phẩm. Đẹp lắm. Đẹp lắm. 60 kg trở về là mặt đẹp 150.000 mà 399. 60 kg trở về 150.000 mà 399. Nên 150.000 cho Hoàng Thị Hoa. Cái đó chị Hoàng Thị Hoa ấy là chị yêu. Lên trên mã số 399150. Wow, cái đầm đẹp á chị ơi. 50 kg trở về 150.000 mà 92. Siêu phẩm tiếp. 700 cho chị Phạm Lan. Mấy chị ơi, wow, cái này nó đẹp chỗ. Cái tay này, cái này của bé á nha mấy chị. Mà nó đẹp vậy đấy. Của bé á. Bé 27 kg trở về là mặt đẹp bé 170.000 mấy chị ơi. Mà siêu phẩm bé 70 bán rẻ luôn. 70. Rồi cái này em bán rẻ 50.000 nha mấy chị. Chùa dễ thương hả? 50 kg trở về là mặt đẹp 224 cho chị Hà Dũng. 50 52 kg vừa mấy chị yêu. 50.000 mấy chị siêu phẩm. Hả mọi người. 50.000 nha mẹ 1515 nha. Bán rẻ cho mấy chị cái này. Độc lạ. Chơi hàng độc. 50.000 mẹ 115. Ok chưa. Wow yo, mà cái mấy chị ơi. Cái áo khóc nam 90 kg. Khóc nam này siêu dày hay lắm mấy chị ơi. Bên trong cái khuôn. Cái phần bé dùng 70 cho chị Trần Thị Tâm. Long cười mấy chị không. Rồi áo khóc nam 90 kg trở về mấy chị ơi. Bán rẻ cái này 200.000 ai nhanh tay được. Đọt được bí kíp. Vô tình đọt được bí kíp. 50 cho chị Quang Lê. Rồi tình yêu này chốt cái này nhảy mã cho em 200.000 khóc nam 90 kg mã 133. Đẹp 200 thôi. Đã không? Khóc xịn. Rồi lên cho mấy chị cái đồng siêu phẩm. Oh my god, cái này đẹp quá. 399 cho Kim Dung. Cái cho chị đúng không? Cho thầy nha. Hello chị yêu, hello chị gái, hello chị Quang Lê. Cho chị Trần Thị Tâm, ui xời ơi, nó đẹp. Cái này cho chị Trương Thúy Hạnh. Cái này cũng đẹp hết trời ơi. Mấy chị ơi, cái này là cái áo nam nữa nha mấy chị. 80 kg trở về 150.000 mà 273 áo nam á. Chị 27 cho chị Linh Khánh. 80 kg trở về 150.000 mà 273. 150.000 273. Chị Phạm em đang mặc free size 150.000 mà 392 free size. 150.000 mà 392. Rồi đầm siêu phẩm giùm em 150.000, 50 kg trở về. Siêu phẩm mọi người 150.000 mà 217. Nhận hàng chiều kia rồi bộ nhung đẹp nhất đó. 133 cho Hoàng Thị Hoa. Cảm ơn chị gái, xin kiều chế. Nhị mã cho em đi. Chị vừa nào chốt cái nào nhị mã nha. Mã 392 150. Hàng đẹp lắm á chị ơi. Đẹp hơn sự thay đổi, cứ yên tâm thôi. Yên tâm mà chốt hàng thôi. Rồi đam phố số 10 173 150 cho chị Huy Lương. Bán tặng cái này trong nhà ai nhắn tay được. Làm này đẹp. 55 kg trở về 100.000 chú em ạ. 484. Chị có số có đâu rồi, không cần số thợ nữa đó chị Huy Lương ơi. Rồi một cái áo rồi nha em mấy chị ơi, áo rồi. 53 kg trở về 100.000 chú chị mà 418. 100.000 418 đầm em bé mới chế ơi. Siêu phẩm em bé. Bán cái đầm em bé 70.000 ai nhanh tay hốt này. 45 kg trở về 70.000 mà 630. Ui giời ơi nó đẹp. Trúng mánh. Trúng mánh chưa? Ok chưa? Lên cho mấy chị cái siêu phẩm đầm đi. 484 cho Hồng Thị Hoa. Em mặc cái này cho mấy chị ơi, đẹp quá chịu.
Thấy chưa? Uầy, xuất sắc. Rồi, đầm fan đây cho em mấy chị ơi, đầm fan đây. 53 cái trở về 150 ngàn mà 389. Bí hả? Rồi đầm đuôi cá mấy chị ơi. Mấy bác không bí dùng cho Trần Thị Tâm. Đầm đuôi cá nha em, 52 cái trở về một siêu phẩm đuôi cá nha, hàng hiếm đó nha. 52 cái trở về 100 ngàn mà 26. 26 mấy chị ơi. Đầm em đang mặc mã 389 150. Fan đi. Hàng hiệu đấy. Lưu Văn Lê chốt kèm số thôi ạ. Đầm xuông này chị ơi, hôm ơi, đầm xuông này không có bo này. Đầm này đẹp, nó biết chị mặc vừa. Wow, sao cũng đẹp vậy chú. Sao nó quá VIP luôn á. Đó, ok chưa. Rồi đầm này cho em ơi, 55kg trở về là mặt đẹp. 150 ngàn mà 643. 150 ngàn 643 mấy chị ơi, cái này bị lỗi nhẹ mọi người, em sale nha mọi người. Cái này bị lỗi 1 389 cho chị Lê Văn Lê. Mấy chị ơi, đầm xám cho em bị lỗi mọi người, sale cho mấy chị đầm xám này 50 ngàn mã. Siêu phẩm mã xám lỗi đi, xám lỗi 50 ngàn. Rồi đầm inox mặt mã 643, 150, đẹp lắm. 643 cho chị Hệ Hùng. Đầm đen xuông á. Quay hồ cái nào cũng đẹp hết á mấy chị ơi. Cái nào cũng đẹp hết trơn. Xám lỗi cho Thu Hồng Trần Thị. Cái bo này nó hơi dơ xíu về vậy kìa em, nhưng mấy chị bán rẻ cái này 100 ngàn. Mấy chị đẹp hả? Cái này hơi đẹp. 57kg trở về 100 ngàn mã về vậy kìa em đi mấy chị. Cái bo hơi dơ xíu mấy chị ơi. Về vậy mà nó trắng á. Xám bông ba có người chốn mất rồi. Dơ sơ sơ thôi, thì bỏng sơ sơ thôi. 100 ngàn mã về vậy kìa em gọi. Đẹp. Đẹp, về vậy cái bo mấy chị. Rồi AB mấy chị ơi, 70 ngàn nha. AB 30kg trở về. Dơ. Mày dơ. Chị bị ngon chị cơm ơn mà dơ kìa. Về dịch cho chị nghĩa ngon. Cảm ơn trời. Rồi nha mấy chị ơi, AB 70 ngàn giùm em mọi người. AB 30kg trở về mà AB 70. AB rồi nè mấy trời. 20kg trở về mà AB 70 ngàn luôn mà. Bé bé sọc tím. Mày chọc luôn. Đây là cho mấy chị đầm hồng 100 ngàn lên luôn mấy chị nè. Đầm hồng chậm mất rồi chị Hề Hùng ơi. 55kg trở về mấy chị nha. 100 ngàn lên 153. Lên cho em 153 100. Rồi đầm đầm đen mấy chị ơi, for resize 100 ngàn lên luôn cho mấy chị cái này. For resize 100 ngàn chốt cho em mà 71. Chưa mai là lên bộ đó chị Hà ơi. Chưa mai nha chị yêu. Chưa mai lên bộ. Để sập tím cho chị Phương Lùng. Áo đen cho mấy chị bán chứ không cho mấy chị cái này 100 ngàn. Ai nhanh tay được áo đen. Nam 65kg trở về 100 ngàn mà 359. Ồ bây giờ mấy giờ ta? 153 cho chị Hương Hương Búc. 2, 3, 4. Bây giờ em bán rẻ nha mấy chị. Bây giờ còn nhiêu em bán rẻ đông giá 100 ngàn rồi em gửi nha. Còn ít ít bán rẻ. Cái này bị lỗ nhẹ sale 50 ngàn. Thì dính xíu màu vô đây. Của bé gái á. 40kg trở về, cảm ơn cho em mã hồng lỗi mấy chị ơi, 50 ngàn. Ok không? Đồ siêu phẩm, quần má ơi, cái này đẹp. For resize. Chốt kèm số thôi nhá, Hồng Hiền ơi. Bây giờ gần cuối rồi, rồi gần người em bán đồng giá 100 ngàn mấy chị nè. Bán ít rồi, rồi người mấy chị nè. Rồi đồng giá 100 ngàn, khỏi cơ mơ, khỏi lọc giá tiền nha mấy chị. Nhân tay nha, ai trúng được siêu phẩm thì trúng nha. Mọi người không trúng được thì tiếc đáng chịu nha. Bây giờ em bán rẻ đó rồi, em gửi like nha. Buồn quá mấy chị. Rồi mấy chị Diệu Nguyễn. 3 tiếng mấy hả? Hay 2 tiếng mấy? 2 tiếng đến 3 hả? Còn mấy chục phút nữa hả? Ít hả? Ôi thời gian rất là hạn chế luôn. Bây giờ bán rẻ 100 ngàn cái. Chờ nghĩ đây. Còn có lên một thì ăn lên thôi. 383 100 ngàn 383. Để tối mai đi ăn lên thôi. Chắc phải tối mai á. Siêu phẩm. Ui giờ 100 ngàn lên luôn. 52kg trở về 100 ngàn mà 681 qua nhanh nha. Hình nghiệp chốt kẹp xuống thôi hả? Rồi mấy chị ơi, 100 ngàn áo khóc nè, khóc bé trai nè. Ở khóc bé trai ghi lê nè. 35kg trở về 100 ngàn mà 441. Em bán rẻ mấy chị lên nhanh tay rồi người nè. Em sắp hết thời gian rồi mấy chị. Sắp hết thời gian rồi. Rồi đầm đuôi cá 60kg trở về chốt trên mạng 218 đồng gian chăm hết nha mấy chị. Cố gắng nha mọi người, cố gắng. 83 cho Trần Thị Tâm. Mấy chị yêu, chốt hay không? 681 cho Nghiệp Lê Trần. Hay không chốt được vừa
dựa vào sức mình nha mọi người. Rồi đồng này cho em 53 kính trực đây mẹ 77 siêu phẩm đó. Em bán rẻ cho mấy chị cuối live mọi người. Còn ít em bán rẻ đâu em nghĩ. Nhanh tay mấy chị ơi. Rồi áo này cho em 57 kính trực đây chốt cho em mẹ 679. Em qua nha mấy chị ơi. 441 cho chị Phạm Lan. Khổ sắp hết thời gian rồi. Rồi áo này cho em mọi người 54 kính trực đây chốt cho em mẹ 472. 54 kính trực đây mẹ 472. 77 cho Bích Long chim. Rồi áo của bé trai 50kg trở về. 50kg trở về mà 691. 50kg trở về lên cho em 691. Quay ô hàng đẹp lên. Bèo bèo luôn mấy chị nhớ cố lên nha. Rồi áo này cho em Forisa mấy chị. 28 cho Trần Thị Tâm. Forisa mẹ 281 kem gái luôn. Forisa mẹ 281. Siêu phẩm nè mấy chị chú. Cái này dày quịt luôn mấy chị ơi. Siêu phẩm dày quịt luôn. 679 cho chị Hương Dung. Ồ cái này dày gặp đôi cái kia luôn mấy chị. Rồi đầm này cho em Forisa chú em mẹ 3 385. Forisa mà 385 đồng giá hồi còn đập giá tí nghe. Áo nam á chị ơi 70 kg trở về áo nam. 691 cho chị Cherry Trần. Đúng mánh 70 kg trở về mà 686. Thật sự VIP Pro luôn. Còn đoạn cuối lại còn như thời gian mới rẻ bao nhiêu thời gian. Rồi đồng này cho em 55 kg trở về mà 46 nuôi cá tiếp. 55 kg trở về mà 46. 385 cho quán Hồng Ngọc. Mấy chị ơi gần hết rồi mọi người nhanh tay cố gắng. Rồi đồng này cho em 47 kg trở về mà 245. 47 kg trở về mẹ 245. Để xíu mà hết thời gian nó ban ra mắt mấy chị. 686 cho chị Thu Hồng Trần Thị. Xanh rêu mọi người. 54 kg trở về chỗ em mẹ 272. Đẹp. 54 kg trở về lên cho em 272. Siêu phẩm con chim này nha quý vị. Siêu phẩm con chim đấy. Rồi đồng này cho em 60 kg trở về chốt cho em mẹ số là 245 cho chị Nguyễn Oanh. Mấy chị chưa đang chốt kẹp số thôi ạ. À. Chưa có đang kẹp số cho mấy chị cái ơi. Áo khóc này mấy chị. Áo khóc 45 kg nè. Công dự đi trời. Áo khóc 45 kg trở về chốt cho em 272 cho Nguyệt Lê Trần. Chốt cho em mẹ 410. Áo khóc 45 kg trở về mẹ 410. Đó áo khóc tiếp nè chào vô. Áo khóc mấy chị ơi. Áo khóc kén dài 60 kg trở về chốt em mẹ là 362. Đúng mắn nữa rồi 362. Rồi siêu phẩm nè mấy chị. Siêu phẩm 45 kg. Hồi nay mình chốt kèm số thôi nha tỷ ơi. Nó đẹp từng cm nha mấy chị ơi. Không phải đẹp thường đâu. Không chốt là hối đây. Hối không nghe là hận. Rồi 46 kg trở về lên cho em mã 42 siêu phẩm mã 42. Rồi nhanh tay lên. Rồi một cái đầm chữ H 42 kg trở về mấy chị ơi. 246 cho Bình Long chim. Chốt cho em mã là 489. Lên cáo khóc nữa mấy bà vui. Khóc 65 kg trở về chốt cho em mã 639 trúng mánh lớn rồi. 362 cho chị thêm Trần. Mã 639 éo khóc. Ồ cái đầm siêu phẩm ù VIP Pro luôn, đỉnh luôn. Rồi đầm này cho em 60 kg trở về mã 687. Đẹp chưa? 60 kg trở về siêu phẩm 687. Ôi má ơi, nó đẹp giả mai con ngang luôn á, chết luôn. Ôi dồi, cái đặc áo nó đẹp. Wow. Đẹp quá trời wow. Chết luôn má ơi. 42 cho Nguyễn Thị Hồng Huế. Rồi áo này 80 kg trở về mấy chị ơi, chốt cho mẹ 223. Trúng mánh rồi trời wow, cuối lại mấy bà tôi trúng mánh rồi. Rồi đầm xám á chị ơi, đầm xám nha mọi người tới gối nha. Đầm xám tới gối 55 kg trở về mà 51, không chốt tiếp đáng chịu. Ít nữa là người dám mấy chị, hết tuột view là em nghĩ đó. Rồi đầm siêu phẩm mấy chị nha, cái này bị đứt chữ em bán đồng giá 100 ngàn luôn cho mấy chị luôn. Ở mẹ đầm, mẹ đỏ lũ nhẹ em. 23 cho chị Nguyễn Cao. 100k luôn em, mẹ đỏ lũ nhẹ lên luôn. Đầm của lọ mọi người, đầm của lọ tới gối này, qua gối này. 60 kg. Bác sĩ ơi, có người chốt rồi, Minh Trang ơi, chốt lại đầm cái khác. Đầm xu nhớ trời, 60 kg trở về mạng 69. Em chào, 60 kg trở về mạng 69. Rồi em lên cho mấy chị đầm xanh. 65 kg trở về chốt trên mạng 551 siêu phẩm. 65 kg trở về mạng 551. 51 cho chị Hà Dũng. Rồi áo hồng cho em. 50 kg trở về mấy chị nha, chốt trên mạng 447. Áo rồi nè. 50 kg trở về mạng 447. Cái này bị lỗi hình, cái sập này lỗi hình em xem á chị 70 ngàn. 52 kg trở về, cảm ơn em mã lỗi hình 70 ngàn. Đẹp quá mà 687 cho Danh Hiên. Ở mọi người ơi, tiếp cái lỗi hình. 69 cho Liễu Ngô. Cái này đẹp quá mà cũng lỗi hình 70 ngàn luôn nha. 55 kg trở về, mã lỗi 200, 70 ngàn, lỗi 200, 70 ngàn. Hỏi lên cho mấy chị cái siêu phẩm theo con chim. Một cái đầm con chim 50 kg trở về, chốt cho em mã 606. 50 kg trở về mã 606 qua nhanh đi ạ. Chốt hết rồi.
Rồi lên cho mấy chị đầm qua gối, mấy chị ơi 65 kg trở về là mặt đẹp. Cái này 150.000 mà hai, ai chốt mày cưng. 551 nha Trương Thủy Hạnh. Bán cái này 150.000 nha. Đẹp quá, không cưng lại được. 150.000 mà hai. Bé này mấy trời, à bé. Lỗi sạc cho Cao Thúy Nhàn. À bé 25 kg trở về 70.000 mà bé. 25 kg trở về mà 70.000 mà bé. Sáu không sáu cho chị Linh Khánh. Qua giờ đầm này đẹp mấy chị ơi, siêu phẩm. Đầm siêu phẩm mọi người, đầm đen siêu phẩm. 47 kg trở về là mặt đẹp mấy chị nha. 100.000 luôn mà 99 đồng giá 100.000 luôn mà 99. Đẹp tuyệt vời luôn. Lỗi 200 cho Hoàng Thị Hoa. Rồi đầm này 42 kg trở về cho em mọi người. Mở mặt 421, 100.000 421. Mấy chị ơi áo xám cho em nha, 52 kg trở về áo xám chốt cho em. Mã 244 áo rồi 100.000 244. Đó mấy chị ơi. Chiến chiến cho hồi Nai Mi. Rồi em này cho em 53 kg trở về 100.000 mà 384. Mà 384 100.000 cho luôn. Nhi Nhi chốt kèm số thôi nha Nhi Nhi ơi. Ồ cái này không một chút tiền vết. Mọi người siêu phẩm em bán cái này 150.000 nha. Ai chốt chốt nha, không chốt tiếp đến chiều nha. 421 cho chị Tâm Lê. 52 kg trở về 150.000 mà 567. Áo nam 150 nha mấy chị, áo nam 150.000 nè. 80 kg trở về áo nam 150.000 chốt trên mạng 171. 150.000 mà 174 cho chị Tâm Lê. Rồi đầm xanh rêu cho em, đầm chữ H xanh rêu 100.000 bán phạt luôn. 57 kg trở về 100.000 mã 6. 57 kg trở về 100.000 mã 6. 567 cho chị Hoàng Hoàng. For Risa với chị 100.000, cái này đọc là này. Hai tà này, một vạch ngắn, một vạch dài nè. Rồi em này For Risa 100.000 mã 80. 171 cho Trần Thị Tâm. Áo nam mấy chị yêu ơi, một cái áo nam. Rồi cái này lụa nhẹ mấy chị nha, áo nam lụa nhẹ, cảm ơn em áo nam lụa nhẹ nha. 75 kg trở về áo nam lụa nhẹ 100.000 mà áo nam lụa nhẹ hơi cứng hay nó bị lụa xíu xíu. Rồi siêu phẩm đen cho em 65 kg trở về 150.000, cái này học chốt tiết đến chiều. 65 kg trở về 150.000 mã 155 siêu phẩm này. Điểm thi trần chốt kèm số thôi nha tỷ ơi. Lên luôn một cái áo xám 55 kg trở về cho em 100.000 mã 508. 55 kg trở về 100.000 mã 508. Đó, bán về cái gucci coi. Bán mặc cái siêu phẩm đấy coi mấy trời, đẹp quá. Mặc phát rồi nha mấy trời, mặc rồi mới bán nha. Mình phải hưởng thụ chút xíu qua. 508 cho Thanh Thanh Vũ. Ôi dồi, đẹp mấy trời, đầm xuân này chị Hồng ơi, 60kg trời ơi. 80 cho Điểm Thi Trần. Siêu phẩm mấy trời ơi, cái này bán 200.000 nha, ai chốt chốt. Ôi dồi, đẹp, 200.000 cả nhà ơi. Đẹp quá mấy trời, xuất sắc luôn. 200.000 rồi mai nhân viên gọi tổng tiền nha chị Trần Thị Tâm ơi. Nam hiệu nè mấy trời, áo nam hàng hiệu nè. Rồi áo nam của bé trai đẹp lắm, 40 kg trở về bán tàn 100.000 mã 150. Đẹp quá, đập xuông không có bo. Rồi áo của bé mấy trời ơi, mọi người áo bé 70.000 nha. Bé 30 kg trở về 70.000 mã bé xám. Ai chốt cái này 200k cảm ơn em mã siêu phẩm đen. Đẹp quá trời ơi, 200.000 cái này nhà mấy chị gái yêu. 250.000 150 cho chị Hiệp Lai. Mạng siêu phẩm đen cho em gái. Em cho chị Nguyễn Thắm. Hello chị yêu. Mạng siêu phẩm đen nha, 200.000. Nhất cái nách luôn. Nam cho Trần Thị Tâm. Siêu phẩm đen ấy chị Hồng ơi, nhạy mạng yêu chị yêu. Cái nó đẹp lắm. Trời ơi chị ơi, thì ơi, quốc liền chị gái ơi. Quốc liền mấy chị. Lại đi, mặt khóc thời gian quá. Đẹp quá mà nó không cường lại được lo mấy chị. Mã 200k cho chị Huệ Hùng. Rồi đầm đen cho mọi người ơi, đẹp 48 kg trở về. Size nhỏ bán 100.000 nha, mã 692. Đẹp quá trời vô. Rồi lên cho mấy chị cái áo siêu phẩm Adidas mọi người ơi. Áo Adidas của bé 30 kg trở về bé trai nha, 70.000 mà bé trai 70. Bé trai mọi người ơi, 35 kg trở về bé trai 70.000 mà bé 35 kg. Nhớ là bé 35 kg nha Cường. Đó một cái bé. Rồi đầm đỏ. Đầm đỏ đuôi cá mấy chị, 55 kg trở về là mặt đẹp siêu phẩm đuôi cá 150.000 cái này chối mã 27. Đẹp quá mấy chị ơi. 692 cho chị ngon tỷ tỷ. 150.000 mà 27. Rồi cái này lũi hơn em xe 70.000 luôn mấy trời đẹp. 50 kg trở về comment giùm em. 148 lỗi hình, cảm ơn em ạ. 148 lỗi hình, 70.000. Đó mấy chị cao khóc đen nè. Khóc đen đẹp nè, 45 kg trở về khóc đen nha.
khóc đen 150.000 mã 186, 45 kg trở về khóc đen á chị Thản Lan ơi. 27 150 cho Trần Thị Tâm. Rồi một cái khóc đen thì đi 150.000. Ôi xin cái đó bèo sorry. 55 kg trở về mọi người ơi. 55 kg trở về siêu phẩm 150.000 cho các bạn 157. 157 150. Đẹp lắm tuyệt vời, siêu phẩm đỏ 150.000 luôn. Siêu phẩm đỏ mấy chị ơi, chữ H 60 kg trở về 150.000. Tụt trà cái này đẹp quá. 60 kg trở về 150.000 mà 30. Hàng không đẹp không lấy tiền mà. 150.000 mà 30. Chị Hạnh Đàm ơi, cố gắng nghe điện thoại rồi chiều nhân viên gọi chị không nghe máy nha tỷ ơi. Rồi mấy chị ơi nhanh tay. Năm nay cho em gái đi mấy chị, siêu phẩm 48 kg trở về 100.000 mà 194 bán tặng cái siêu phẩm. 155 cho chị An Dương. Rồi đồng đen siêu phẩm 150.000. 30 cho chị Hệ Hùng. Đồng đen giùm em mừng ơi, 58 kg trở về 150.000 mà 523. Đó. Thấy chưa? Rồi theo cho mấy chị 100.000 luôn. 57 cho Yến Nguyễn. 52 kg trở về theo 100.000 mà 3. Theo nha, 100.000 lên luôn. 194 cho chị Liễu Ngô. Siêu phẩm 100.000 mà 3. Rồi áo nam 100.000 lên luôn mấy trời, áo nam cụ tim đi. Có một cái em chốt cho chị Quang lên. Áo nam 65 kg trở về 100.000 mã 121. Đẹp chưa? Rồi áo áo hồng Gucci của bé 70.000. Áo con ong nè. Ôi ong đẹp quá à. Áo bé mấy trời ơi, mã hồng 70.000 mã bé 30 kg trở về. 4 ngày là chưa tới đâu chị Nguyễn Thắm ơi. À, cùng chuyển khoản 150. Ôi đó em 4 ngày rồi. Chưa? Chưa tới đó trời. Em ơi không chốt sản phẩm đen cho chị sao? Ồ chốt mất tiêu rồi. Alan chốt cho người khác mất tiêu rồi chị yêu ơi. Chốt dùm em cái khác được không? Chị không được cái đó rồi. Rồi siêu phẩm cho em đen nè. Ôi trời siêu phẩm đen nè. Phía làm cho Trần Thị Tâm. Rồi mọi người ơi cái này for resize chốt cho em mạng 104 150. Có nhân viên gọi chốt đơn là đi rồi đó nha chị Nguyễn Thắm ơi. Chị ơi em còn 7 ngày để lên nha tỷ ơi. Cái này em tặng mấy chị yêu không đồng. Mấy chị ơi tặng không đồng nha, mà tặng của em là 379 tặng. Mà tặng không đồng của em là 379. Em cảm ơn chị Nguyễn Thắm nhiều ạ. Ok em yêu nha, hàng của nhà em đẹp lắm, cảm ơn chị yêu. Rồi nhanh tay mấy trời ơi, đầm này cho em, đầm đẹp. Đầm đẹp nha mấy trời. 50 kg trở về là mặt đẹp, 150.000 chốt mã 86. 150.000 mã 86. 379 tỉnh cho Trần Thị Tâm. À mấy chị ơi, mấy chị chốt hàng lũ nhẹ không? Em cái lô hàng vừa, cái mấy cái cứ lũ nhẹ, nứt đúc rồi. Em không có ghép bộ, em bỏ lấy nhiều lắm. Mấy chị có thích không em lên cho. Chứ nếu có thích thì comment chị thích cho em lên cho nha, còn không thôi để em lên cho mấy chị ăn ngọc có lục đi. Chứ để mấy con em lên không ai chốt tụi em. 86 cho chị Trần Thông. Thích thì em mới lên, tại vì cái hàng này nhiều người chốt rồi vì ăn ưng hết á. Ví dụ như nó hơi dính lòng xíu hoặc là nó hơi nước hình xíu rồi vậy mọi người là bỏ qua hàng lỗi gì nha mấy chị. Năm đang bán 50.000 70.000 không có bán nhiều không cao đâu. Có thích thì em lấy cho mấy chị chốt cù nhiều hàng đẹp lắm. Tại vì bữa giờ em chưa like á, chỗ nhiều cái màu mè, nhiều cái hấp dẫn á. Tuyệt vời luôn. Rồi ok lấy đi mấy đứa, lấy đi bán đi cho mấy chị gái. Bây giờ tối nay mấy chị chốt là tin hàng hàng đẹp không đó. Rồi cái lụa nhẹ hàng lụa nhẹ đẹp lắm. Bây giờ mà bỏ ra hàng nuôi thì phí quá mọi người. Mà mình tụi em lấy mặt. Nói chung là like xong nhiều lúc tụi em mặc bình thường không sao hết á mọi người ơi. Đi ra đường đi chợ đồ cũng vẫn bình thường. Ví dụ mình đi tiệc hay đi chơi hay cà phê cà pháo thì mình ngại mình không mặc. Chứ mà nó sơ thì mình mặc bình thường không sao hết trơn á. Hoặc là em nói thật lòng luôn, nguyên cả shop chị em nhà em là mặc mấy cái đó bình thường, mà ở nhà mình mặc cũng bình thường. Năm ok nha Trúc Giang ơi, 70 đô la đẹp lắm. Nó chỉ lỗi một tí thôi, không có lỗi nhiều em nhận ra lỗi rồi, vẫn đẹp. À đúng rồi, đẹp lắm mọi người ơi. Cho chị áo lỗi bêm up. Tội gì múp nhà mình phụ nữ phụ. Cảm ơn chị nha chị Gai Hùng ơi. Cảm ơn chị nha. Lấy thêm cho em nói đi. Bê phương. Rồi bỏ phía bên đây rồi, chị ngồi nhìn bóng chị like luôn. Bên chỗ đây cũng được. Rồi
rồi bây giờ em lên cho mấy chị lỗ rồi lên cái này rồi mình bán rẻ 70.000 rồi mình lên mình chỗ hàng lỗ nhẹ nha. 70.000 cái này mà 454 này không có lỗi đâu. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị hàng lỗi. Đây nè, giờ cho mấy chị xem qua nè. Nó đẹp lắm mọi người. Ví dụ cái này nó sơ sơ, nó dính len chút xíu màu sau lưng nè. Mà mình ngại bán bộ á mấy trời, là mình bỏ ra thôi. Kiểu cứ vậy á mấy trời. Ví dụ cái đó mình siêu phẩm nó hơi bị nứt hình nè mấy trời. Đấy. Cho nên là 454 cho chị like. Em bán rẻ mấy chị mua nha. Thật sự á. Ồ cái này em lọc kỹ lắm mấy chị ơi. Em lọc kỹ lắm rồi. Cho nên là cứ yên tâm thôi. Em lọc kỹ ra cái nào còn đẹp còn dùng được em mới lấy lại mấy chị. Bỏ quần quá mọi người. Tại vì vào đây hàng em bấm thì toàn là số lượng á mọi người. Nhiều là cái đẹp lắm mê luôn. 50.000, 70.000 gì đó mấy chị mua về rẻ với mặt. Trời mặt ở nhà bình thường có gì đâu. Sơ sơ mà. Rồi em bắt đầu lên mã nha mấy chị vô này chốt cái nào nhảy mã nha. Chốt mã giúp em nha mấy chị ơi. Nhảy mã nha. Kèm chữ lỗi giúp em nha mấy chị ơi. Cái hàng này nó còn đẹp hơn. Nhớ kèm chữ lỗi em mới chốt được à. Cái hàng này nó còn đẹp hơn cái mấy cái hàng lỗi đâu chúng em bán nữa mấy chị. Đẹp lắm luôn. Mới tiếc mới tiếc. Còn mấy chị ơi nhân tay nha. 65kg trở về là mặt đẹp 70.000 mà lỗi 440 70.000 lỗi 440 kèm chữ lỗi giúp em nha mấy chị ơi. Nhân tay mấy chị ơi. Lụa mấy cái đẹp lại cho mấy chị. Có chữ lỗi em mới chốt được à. Mở lừa cái màu này cho trước. Đi rồi nhà chị Hiền Hoàng ơi. Rồi cái bài này cho em mọi người 55kg trở về 70.000 mà lỗi 258 kem chịu lỗi vô nha mấy chị. Lỗi 258 70.000 đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này có thể bán 100.000 được nhưng mà thôi bán 70.000 thôi. Lỗi 440 cho Trần Thị Tâm. Rồi cái này đẹp rồi mấy chị ơi, đẹp lắm. Đẹp mơ luôn. 55kg trở về mã lỗi 65 70.000 mã lỗi 65. Hàng này là phải nói là mơ rung. Nó đẹp hơn gấp mấy lần lượt trước nữa. Lỗi 258 cho chị thêm Trần. Rồi cái này 65kg trở về là mặt đẹp. Lên cho em mã lỗi 125 70.000 mã lỗi 125 nha 70.000 cái. Em bán hết rẻ cho mấy chị chịu mặt. Rồi cái này mặt, mình mặt không cần phải cái gì hết trơn á. Lỗi 65 cho Thu Hồng Trần. Rồi làm này cho em mọi người 70.000 nha. Lỗi 65kg trở về 70.000 mã lỗi 47. Có kem chịu lỗi là chốt được hàng mấy chị. Mấy chị không kem chịu lỗi thua bó tay rồi mấy chị ơi. Người mấy con là bảo em ơi sao. Nó lỗi tí tí mấy chị. Lỗi em đâu có ghép đâu chị Hồng Hàng ơi. Có bộ lỗi không bạn? Không. Có bộ lỗi lâu lâu mà lỡ mà mình ghép còn sót ấy. Có bộ lỗi thì em mới báo trên like lỗi. Em bán rẻ 200 lỗi 47 cho bánh con chim. Là tức là cái em một là cái áo lỗi, hai là cái quần lỗi. Lỡ còn sót á chứ còn không có bộ lỗi đâu. Áo lỗi em lỗi ra, quần lỗi ra hết rồi có đâu bộ lỗi. Bây giờ quần lỗi cũng quá trời trong kia mà. Sao bên đây á chị Cao Thúy Nhàn rồi. Làm chấm cũng bỏ ra lỗi mấy trời. Bị một chấm cũng bị bỏ ra lỗi. Bị một nước một xíu cũng bỏ ra lỗi. Bị chín một chút xíu mà cũng phải bỏ ra lỗi. Cho nên là hàng lỗi đẹp lắm. Bởi vậy cho nên em bán đu xây vậy em mới cho mấy chị dám chọn đúng rồi. Công nhận. Em mới dám cho mấy chị xem hàng. Cái đu xây ai dám cho mấy chị xem hàng. Em bán thật lòng cho nên là mấy chị xem hàng vô tư mọi người. Không có bán xạo, em không có bán xạo cho nên là mấy chị cứ xem hàng vô tư thôi. Rồi đỏ đẹp nè mọi người, 50-52kg trở về mã lụi 239-50.000. Em sắp hết giờ rồi, mấy giờ còn bao nhiêu người? Còn 57 người, sắp hết giờ rồi mấy chị tranh thủ bán. Tranh thủ chốt nha, sắp hết giờ rồi đó. Rồi áo này cho em, siêu phẩm nè. Nó lỗi cái motor rưa đâu. Lỗi 239 cho chị Trúc Giang. 55kg trở về mã lỗi 311 70.000 nha mấy chị ơi, 70.000 nha, sorry nha, 70.000 nha, không phải mà ngoài 50 nha mấy chị. 70.000. Tại vì cái này nó đẹp hơn mấy cái được trước luôn. Rồi em này cho em 65kg trở về nâu nè. Lỗi 70.000 mà 423. Lỗi 70.000 mà 423. Lỗi 311 cho chị Hàng Đỗ. Đó, thấy chưa? 40kg trở về nâu. Lên cho em mã lỗi 402, 70.000 mã lỗi 402. Hàng đẹp lắm mấy trời. Rồi nhanh tay mấy trời ơi, em này 55kg. Lỗi chậm mã giúp em nha, tiền Nguyễn Hồng ơi. 55kg trở về mã lỗi 55, phải có chữ lỗi. Lỗi 55, 70.000 mã lỗi 55. Cổ lỗi mấy trời. Mấy tỷ hỏi tại sao áo lỗi là em lấy liền trả. Phải có chịu lỗi vô mấy chị ơi, em bấm bill của mấy chị. Lỗi 402 cho Trần Thị Tâm. Mấy chị bình luận mã gì như thế nào là em bấm bill y ra giờ, in ra y như vậy á mấy chị ơi. Rồi cổ lỗi cho em một ngôi mã. Lỗi 55 cho Cao Thủy Nhà. Lỗi 615, 70.000. 60kg trở về cổ lỗi. Đó, thấy chưa. Rồi cái này cục bé mấy chị ơi. 30kg trở về mã lỗi 268, 70.000 lỗi. 268, 70.000. Áo đẹp lắm ấy nha mọi người.
tính nàng đẹp á. Thôi à, không phải 6 đâu. Rồi em này 48 cưới trở về mã lỗi 651 70 ngàn. Lỗi 651 70 ngàn. Cú xì nè mấy chị. Mấy chị biết vì sao? 423 cho chị toàn lỗi. Như chỗ này nếu mà nó còn tròn chị thì nó đâu có bỏ ra lỗi. Nó mất miếng da rồi đây nè. Em bỏ ra lỗi thôi. 70 ngàn. Rẻ không? 60 cưới trở về nhiều người ơi. 70 ngàn. Mã lỗi 375 70 ngàn. Thì không? Thì cho công nhận không? Công nhận không? Lỗi 268 cho chị Hòn Hòn. Rồi em này 55 ký trở về, 557 ký vừa nha. Chú em mạng lỗi 691 cho Thanh Thanh Vũ. Lỗi 694 70 ngàn. Em bán hàng là mấy chị không có lo đâu, yên tâm mà chốt thôi. Áo khót này mấy trời. Trời trời trời, áo khót đẹp quá. Áo khót 40 ký trở về mã lỗi 285 70 ngàn. Áo khót trời sao đẹp quá. Khót hiệu. Lỗi 375 cho chị Phương Xuân. Khót hiệu rồi chứ. Lỗi 285 70 ngàn áo khót. Áo Gucci này mấy trời. Áo Gucci 50 ký trở về áo Gucci này mọi người. Đây 9 giờ dí nó mới. Rồi cái này cho em mã lỗi 162 70 ngàn. Lỗi 964 cho chị Hàng Đỗ. 694 cho Hàng Đỗ. À bé mấy chị ơi 20 ký trở về 50 ngàn mã lỗi 298. Cái này kèm giá tiền 50 ngàn mã lỗi 298 50 ngàn. Họ áo này đẹp mọi người. 60 ký trở về mã lỗi 702 70 ngàn. Lỗi 285 cho chị Thủy Phạm. 60 ký trở về mã lỗi 702 70 ngàn. Đó quầy dồ tím. Tím 65 ký trở về mọi người ơi. Mã lỗi 235 70 ngàn luôn. Lỗi 162 cho Ngon Tỷ Tỷ. Mơ rung luôn. Đẹp mơ rung luôn. Cái này mấy chị biết sao mọi người. Cái này em may lại cũng được. Mấy chị bị chịu khó đạp cái viên lại xíu à, em bỏ ra lỗi mấy chị. Nó bị bung ra cái đường chỉ nè. Cái sọc đỏ thì thiệt đẹp luôn. Kèm xíu chốt kèm số thòi nha tỷ ơi. Mấy đứa không nhỏ nó không biết á. Lỗi kèm mã là cái này em đưa vô bảo mấy em đạp một đường là xong. Làm một cái đường may là xong. Riêng cứng lại liền. Vậy mấy chị tưởng mấy nha. 70 ngàn. 65 ký trở về 70 ngàn. Chốt cho em ạ. Lỗi 85 70 ngàn. Về lưu vào máy may đạp vô xíu mấy chị ơi. May một cái đường là xong. Xóa lỗi liền. Mấy chị ơi, mấy chị biết vì sao cái này lỗi không? Cái cổ lọ nó hơi bị dính màu xíu nè. Còn ở dưới không bị gì nè. Đẹp lắm. Thấy chưa? 55 ký trở về giùm em mọi người. Mã lỗi 694 70 ngàn. Cố gắng nha mấy chị ơi. Cái lô hàng này nó hàng lỗi chết thiệt mơ lắm. Trời ơi, tiếc lỗi to quá đi. 28 cho chị Hàng Phạm. Áo khót này mấy trời. Khó hồng 50 ký trở về mã lỗi 716 70 ngàn khó hồng. 70 ngàn mã lỗi 716 70 ngàn. Rồi áo đen lên cho chị thêm trầm. Áo đen 60 ký trở về mấy chị thấy to hàng đẹp không? Ui giời ơi. 60 ký trở về lên cho em. Lỗi 8 lên lên cho chị Thuy Hòn. 60 ký trở về mã lỗi 183 70 ngàn. Lỗi 183 70 ngàn. Áo hồng á chị gái này, áo hồng này bị hơi lên lên cái màu này. Rồi, hơi lên lên cái màu thôi. Vàng vàng xíu thôi về đồ thủ tải dạy cái là ok. 65 ký trở về mã lỗi 70 ngàn, mã lỗi 232 70 ngàn. Đấy. Lỗi 694 cho chị Hệ Hùng. Chưa, lỗi 232. 183 cho chị Hà Lê. Rồi áo đen giùm em mọi người, 58 ký trở về áo đen. Cái này không có lỗi mà cái tay nó kiểu vậy mọi người. Comment cho em mã lỗi 592 70 ngàn. 58 ký trở về mã lỗi 592 70 ngàn. Đó, ví dụ cái hồng này nó bị dính xíu nè mọi người. Hai chấm nè. Hai chấm đen nè mấy chị. Về đồ thuốc tẩy vô giặt nha mấy chị đồng hồng. 65 ký trở về mã lỗi 130 70 ngàn. Lỗi 130 70 ngàn. Lỗi 232 cho Trần Thị Tâm. Kiến chút cho khách đủ đâu nha. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, tiếp tục. Rồi áo này cho em 50 ký trở về mã lỗi 333 70 ngàn. Cái này đẹp lắm. Lỗi 592 cho chị Hương Dung. Cái này xịn lắm. Mấy chị mặc vô là mấy chị sẽ thấy đẹp. Lỗi 333 70 ngàn. Đó. Cái này mấy chị biết vì sao bỏ qua lỗi. Lỗi 333 cho chị Thanh Thanh Vũ. Cái bo này em nhìn thấy nó hơi buồn. Em bỏ qua lỗi. Mấy chị chốt cái này. 65 ký trở về cho em nha. Mã lỗi 166 70 ngàn. Đó. Ví dụ như cái hình này nó bị nứt nha mấy chị. Đức sơ này. Lỗi 130 cho Trần Thị Tâm. Rồi xám cho em 65 ký trở về mã lỗi 14 70 ngàn. Rồi mấy chị ơi, vậy là hiểu biết lý do sao lỗi đúng không? Bây giờ em chỉ có like thôi nha. Rồi mọi người ơi, đầm này cho em 55 ký trở về mã lỗi 278 70 ngàn đầm. 55 ký trở về mã lỗi 278 70 ngàn. Rồi áo khóc hồng cho bé mấy chị ơi, 30 ký trở về mã lỗi 229 70 ngàn. Lỗi 229 70 ngàn.
với hình của anh Trần không ạ? Rồi nhanh tay mới chờ áo đen nút hình mọi người ơi, nút cái hình sơ thôi, đẹp cực cười. Đổi 14 cho toàn lợi. Rồi 60kg trở về cho em mọi người ơi, mã lỗi 1970 nghe. 60kg trở về mã lỗi 190. Rồi siêu phẩm màu hồng, chà nó cái này nó đẹp má ơi. 45kg trở về là mặt đẹp mã lỗi 710-70 nghe. Dạ em hỏi quá chị ơi, mã lỗi 710-70 nghe. Lỗi 229 cho Trần Thị Tâm. Rồi đầm đen này cho em mọi người ơi, 47kg trở về mã lỗi 348-70 nghe. Lỗi 348-70 nghe. Rồi áo xanh cho em á chị ơi. Áo xanh đẹp không? 55kg trở về cho em mọi người, 55kg trở về. Lỗi 710 cho chị hồi nay mi. Mã lỗi 599-70 nghe. 55kg trở về mã lỗi 599-70 nghe. Lỗi 348 cho chị Vũ Tuyết. Rồi áo đen 50.000 cho bé trai mấy chị ơi, 30kg trở về 50.000 mà 74 kèm giá tiền. 50.000 mà 74 kèm giá tiền. Lỗi 559 cho chị Hàng Đỗ. Rồi áo sọc mấy chị ơi, cái sọc này nó bị dơ dính, bị dơ và bị bẩn á. Xe cho mấy chị. Lỗi 599 cho chị Hàng Đỗ. Rồi áo đen cho mọi người, bé gái 35kg trở về mã lỗi 317. Lỗi 317 70.000. Bị dơ rồi đây mấy trời. Rồi em áo này cho em 50kg trở về mã lỗi 429-70 ngàn. Lỗi 429-70 ngàn. Còn hết rồi nha mấy trời, nhanh lên. Quay vô cái đỏ này đẹp mấy trời. Đỏ 40kg trở về mã lỗi 407-70 ngàn. Mấy trời đẹp lắm, siêu phẩm đó. Mạp lỗi 407-70 ngàn. Lấy hết cho em. Lỗi 429 cho chị Thúy Hằng. Rồi nhanh tay mấy chờ ơi. Lỗi 407 cho Trúc Giang. Áo này cho em 40kg trở về mã lỗi 527-70 ngàn. Còn hàng đẹp cho mấy chị thấy á. Còn hàng đẹp không? Mới kích. Mày nó bị lỗi là phải chấp nhận bỏ thôi. Rồi áo này 45kg trở về mã lỗi 690. 70 ngàn mấy chị nha, 70 ngàn hết. Cái lô này nó đẹp. Cái lô này nó đẹp mà nó lỗi cũng hơi nhiều. Rồi nhanh tay mới chờ em này siêu đẹp 35kg trở về mã lỗi 370-70 ngàn luôn. Rồi đỏ 65kg, ồ mày đẹp thế. Cái này nó bị dính dơ vô đây này mà trời. Về dạy nha mọi người, nè. Đó, lỗi đó. Đẹp lắm, 65kg trở về mã lỗi 687. Mấy chị nào mà nhận đồ lỗi nhẹ của em rồi là gì biết chắc à. 687 được mà nó là đẹp hơn được chút mà. Làm lại kỹ hơn nữa cho nó lỗi nhiều hơn nữa. Càng kỹ nữa trời. Không có mã lỗi 460 này thì tầm ơi. Áo nam mọi người 75kg trở về mã lỗi 426-70 ngàn. Áo nam có một cái nè, 75kg trở về mã lỗi 426-70 ngàn. Mấy chị nhanh nha. Lỗi 687 cho chị Cao Thúy nha. Còn chốt không mấy chị, còn chốt gắn em lại em mời quá. Rồi áo này cho em 50kg trở về. 50kg trở về mã lỗi 619-70 ngàn. Mã 619-70 ngàn. Đầm đen mấy chị. Đầm đen. Lỗi 426 cho chị thêm Trần. Đầm đen 53kg trở về 70 ngàn mã 309. Mã lỗi 309. Rồi áo trắng cho em nè mấy chị. Áo trắng đẹp chưa? 56kg trở về mọi người ơi, chốt cho em mã lỗi 380. Lỗi 619 cho chị Vũ Tuyết. Lỗi 380 đẹp 70 ngàn cái đúng không? Rồi áo của bé trai nè mấy chị. Xịn không? Xịn to ngon lành thần đào. À bé trai nha, 38kg trở về mã lỗi 168-70 ngàn. Mã lỗi 168-70 ngàn. Rồi áo này đẹp, áo xanh đen nè mấy chị. 55kg trở về mã lỗi 197-70 ngàn. 55kg trở về mã lỗi 197. Lỗi 380 cho Cao Thúy Nhàn. Rồi là cho mấy chị áo nam. Áo nam nha mọi người, 80kg trở về mã lỗi 431-70 ngàn luôn. Áo nam á. Áo nam 80kg trở về. Lỗi 168 cho chị Phương Xuân. Áo nam 80kg trở về mã lỗi 431-70 ngàn. Lỗi 197 cho hồi anh là em. Rồi áo này cho em mọi người, 53kg trở về mã lỗi 729-70 ngàn luôn. 53kg trở về mã lỗi 729. Cái này hay lắm, nó bị dùng á mọi người. Đó, cho nên là bỏ ra lỗi. Mấy chị về kéo ra giùm em nha. Kéo ra là hết à. À 731 cho chị Thuy Hòn.
Rồi mấy chị cái áo nam rồi nha mấy chị ơi. Trời ơi áo nam 65kg trở về 70.000. Áo nam á 65kg trở về 70.000. Mã lụa 432 70.000. Mã lụa 432 70.000. Áo mấy chị cưng không? Rồi cái đầm Adidas của bé bị xíu xíu lông màu này. Rồi áo đầm Adidas của bé 25kg trở về mã lụa 743 70.000. Đẹp. Đẹp chưa? Ờ này đẹp chưa? 65kg trở về 32 cho chị Hương Hương Phúc. 65kg trở về mã lỗi 75-70 ngàn. Lỗi 75-70 ngàn. Áo Gucci bé trai. Trời ơi. Lỗi 739 cho chị Lê kìa. Áo Gucci bé trai này mấy trời. 25kg trở về mã lỗi 187-70 ngàn. 25kg trở về mã lỗi 187-70 ngàn. Lỗi 743 hồng bé cho chị Trần Thị Tâm. Rồi đầm này cho em một người 50kg trở về mã lỗi 547-70 ngàn. 50kg trở về mã lỗi 547-70 ngàn. Còn hãy chốt phải kèm xuống thôi nha tùy ơi. Rồi cái này nhỏ mấy chị ơi 50 ngàn nha. 30kg trở về mã lỗi 33-50 ngàn. Lỗi 33-50 ngàn. Ồ đầm này đẹp mấy chị, xanh đen siêu phẩm. 55kg trở về mã lỗi 69-70 ngàn. 55kg trở về mã lụa 69-70 ngàn. Đó đẹp đó. Có Adidas này nó bị dính lại với nhau nè. Mấy chị về gửi mấy em nha. Xeo 70 ngàn luôn. Khó gửi quá. Mấy chị về gửi ra gửi nha. Gửi 33-50 cho chị Thủy Phạm. Xeo cho mấy chị khóc lụi 70 ngàn luôn. Cảm ơn cho em mã khóc lụi 70 ngàn này. Bé gái 30kg trở về mã khóc lụi 70 ngàn. Cảm ơn mẹ khóc lội nha. Rồi một cái nhung tiết nhung nhà dèo nè. Rồi em này cho em 38kg trở về mẹ lội 266-50 ngàn. Cái đó 266-50 ngàn. Rồi cái này nai nữa trời. Nai 30kg trở về mẹ. Để hả? Nai 30kg trở về mẹ lội 50 ngàn. Mẹ lội 63-50 ngàn luôn. Bỏ mấy cái 50 ngàn riêng nha em. Khóc lội bé 70 cho Trần Thị Tâm. Rồi áo này 65kg trở về mẹ. 65kg trở về mã lỗi 648-70 ngàn. 648-70. Đẹp. Cái đó nó dính cái chữ anh gì đó thôi chứ không có bị gì đâu nha. Để chị gỡ nó ra. Dính chị gỡ ra nó bị dính là nó xịn lắm. Rồi 50 ngàn cái này luôn. Rồi 63 cho Nguyễn Hoàng Hải. 42kg trở về mã lỗi 633-50 ngàn. Rồi 633-50. Ờ cái này bé rồi mấy chị, bé gái dễ thương. Bộ số 3 cho Nguyễn Hồng Hải rồi đó tỷ ơi. Chúc thêm cho trụ tỷ ơn tỷ ơi. Chúc thêm đủ đô nha người đi. Rồi cái này 35kg trở về một mã mà lội 682-50 ngàn. Lội 648 cho toàn lợi. Rồi cái khóc bé này bị hư dây kéo mấy chị ơi. Về thay dây kéo mấy em nha. Khóc bé đẹp lắm, 25kg trở về. Khóc bé này mấy chị ơi lội. Khóc bé này bị lội bán cho mấy chị à. Lội 633 cho chị Phương Xuân. Bị lỗi, khóc bé lỗi. Thôi dây kéo nha mấy chị ơi, mất hai cục kéo rồi, không kéo được về thay gói kéo. Chỉ xíu xíu màu vô đây nữa. Rồi cái khóc này đẹp lắm. 25kg trở về mã lỗi 507. Lỗi 507. Đẹp lắm. Bán 50 ngàn. Về mấy chị còn để dành tiền thay gói kéo nữa chứ đúng không? Bán 50 ngàn thôi. Rồi cái vàng này cho em mọi người, 60kg trở về. Rồi khóc bé cho Trần Thủy Tâm. 60-65kg cũng được, 70 ngàn. 70 ngàn mà ba lụi 360. Chốt kèm số thoại mới chốt được nhé tùy ơi. 60-65kg trở về mà 360-70 ngàn. Lụi 360-70 ngàn. Ở theo, đẹp cho siêu phẩm theo á. Siêu phẩm theo cho em 60kg trở về 70 ngàn luôn. 70 ngàn mà lỗi 536, 70 ngàn mà lỗi 536, 70 ngàn siêu phẩm theo. Áo khoác của bé trai mấy chị nha. Đây, hai lớp. Hai lớp cho nên là cái nó bị nhăn lắm. Mấy cái áo hai lớp là nó hay bị nhăn lắm mấy chị nha. Em bán thì mấy chị 70 ngàn áo khoác bé trai luôn. 40kg trở về mẹ khoác bé trai lỗi. Lỗi bé trai. Khoác bé trai lỗi 70 ngàn. Lỗi 536 cho Thu Hồng Trần Thị. Trời ơi, đẹp quá. Cái này nhỏ của bé luôn nè. 25kg trở về.
55 cứ trở về 50 ngàn mà lùi 6, 5, 7, 50 ngàn. Có cái đó đẹp dữ. Rồi nhanh tôi mới trở về 40 cứ trở về 70 ngàn mà lùi 102, 70 ngàn cái này đẹp lắm. 40 cứ trở về mà lùi 102, 70 ngàn. Cái đó bị lùi khó đúng không? Wow, cái nhung nè, cái phao nhung nè. Cái này em xe cho mấy chị rồi. Cái phao nhung này mọi người. Lỗi 657 cho chị Nguyễn Ngon. Cái phao nhung này em bán cho mấy chị rẻ. Nó bị lỗi khó nè mấy chị. Đồ cái phao nhung trời ơi, wow, siêu phẩm lắm. Dư dính tí tí vô ra em sale cho mấy chị cái này 100 ngàn. Bị gái nha. Một là sale, hai là để cho con gái mặc. Cái này gái mặc đẹp này. Thay dây kéo cho bé cho chị Minh Trang. Cho gái em nó mặc mặt trời đẹp quá. Ồ, hàng xinh đây. Các chị vô này chú không? Phao nhung bán rẻ 100 ngàn về thay dây kéo. Dính xíu màu. Dính xíu đồ đai màu đen cũng sao. Phao nhung bé gái 100 ngàn. Bán cho chị Trang thì tao nha. Ồ, nặng lắm trời, xinh lắm. Ồ, không chút lẽ gái mặc vừa 30-32 kg rồi với hình 28 kg là mặc bao đẹp luôn. Ui dồi, cái đấy mùa lạnh năm nay mặc phải nói là không sợ lạnh nữa. Rồi đâu mai chị khỏi đi đâu nha Tầng Thị Tâm ơi, chị tới 22 cái rồi đó Tùy ơi. Chị yêu mai chị khỏi cho em nha chị. Chị khỏi một cái rét cho em nha. Nha tình yêu. Thả tim nha. Rồi nhâm tay mới chờ ơi, đầu này cho em 48 kg trở về là mặt đẹp mọi người. Ở mẹ lội 697 70 ngàn. Đẹp á. Cái gì có? Cái gì có chứ không có. Rồi em này 60 kg. Áo nam mấy chị ơi bị dính vô một OC cho mấy chị 50 ngàn luôn. Nè 60 kg trở về là mặt đẹp 50 ngàn. Mã lội 660 50 ngàn à. Ok trời, cảm ơn. Ôi chị yêu lỗi vô trời. Quên hả? Kèm lỗi vô. Kèm chịu lỗi giúp em nha chị Nguyễn Oanh ơi. Không biết đời sáng đâu rồi. 70 ngàn đâu rồi. Có người chống mất cái gì rồi. Thằng xeo mà còn miễn ship nữa chết luôn á chị thêm Trần ơi. Không có miễn ship nha. Em lại chị luôn á. Chị giống chị hồi vụ thầy á. Cứ cửa là đòi miễn ship á. Bữa không chịu. Em trả đơn rồi. Hồi vụ thầy xả mất đơn rồi. Sao em sale hàng cái đó em bị ship nữa sao em miễn được. Sale không cho ôm Minh Hảo. Bán hàng thì đã lỗ rồi, em mượn ship nữa thôi á, em báo tay luôn á. Rồi nhưng mà mấy chị ơi, cái này của bé trai 40 kg trở về. Mã lỗi 596, 50 ngàn. Lỗi 596, 50 ngàn luôn đây. Ui dồi cái áo đỏ này đẹp mấy chị ơi. Cái đỏ này lỗi 697 cho chị Nguyễn Hoan. Cái kiểu nó chấm một hồ coi sao chứ. Ngoài em lỗi nước hình hả trời, đẹp quá. Áo đỏ đẹp quá. Hết là chị Lợi Nguyễn. Rồi em này 55 kg trở về mã lỗi 598 70 ngàn, đẹp không? Lỗi 597. Rồi áo crop top. Lỗi 597 cho chị Nguyễn Hoan. Áo crop top mọi người, Forestyle mọi người nha, siêu phẩm đấy. Mà nó bị lỗi dính màu lem mà cái hình mất tiêu rồi. Forestyle mã lỗi 561 70 ngàn. Lỗi 598 cho ôi Minh Hảo. Hello một cái ISL này lỗi nè 45 kg trở về em không cần số ngồi nữa đâu Minh Hảo lỗi 706 70 ngàn luôn đẹp. 45 kg trở về lỗi 706 lỗi 706 70 ngàn đó đẹp chưa, toàn đồ đẹp rồi. 45 kg trở về mã lỗi 581 70 ngàn luôn. Đẹp, đâu quá, đẹp. Thì nước cái hình chứ có gì đâu. Em cảm ơn chị nhiều nha, Duyên Bùi Hồng ơi. Hôm nay tôi nhận hàng rồi, đẹp lắm em, cảm ơn chị. Ấy, à, mới nhắc vào hồi cũng thì có bà rồi nè. Lỗi em. Chị đừng phải em miễn ship rồi nha, chị phải em miễn ship rồi nè. Em nhận chị luôn rồi nha, chị yêu ơi. Rồi, nhâm tay mới chờ ơi, tiếp tục. Áo nam, 75 kg trở về, 70 ngàn mà lỗi 260. Lỗi 581 cho Nguyễn Hoàng Hải. Lỗi 260, 70 ngàn, áo nam. Cái này
đẹp nè. 60kg trở về 70.000 mã lỗ 224. Ủa má chị ơi, lỗ lắm á, ủa má chị. Lỗ 224 70.000. Lỗi mà lỗ quá trời lỗi. Ủa Minh Hảo ơi, phải kèm chữ lỗi vô giúp em nha má tì ơi. Phải kèm không chữ có chữ lỗi là em không dám chốt đâu má tì ơi. Chị thấy cái này đẹp không á chị? Nó về cái hình một ghê luôn á. Đẹp quá trời đất vậy nè. Dày hai lớp rồi chứ. Chắc do dịch ra chị Lời Nguyễn. Thiệt sự. Rồi này đẹp 60kg trở về. Kèm lỗi vô chị ơi, Nguyễn Thời ơi. Dịch dữ quá nên chậm á chị Lời Nguyễn ơi. Lỗi 675 á chị ơi. Cái này bể. Lỗi 260 cho Ô Minh Hảo. Này bể hơn, đẹp quá mà nó bể hơn. Nó mà không bể hơn này mấy chị nói là vô, nó vô siêu phẩm rồi đó. Mã lỗi 675 70.000. Ô Minh Hảo gọi điện không nghe máy. Gọi điện không nghe máy nha Ô Minh Hảo ơi. Mai mà không nghe nữa là xả luôn đó nha tỷ ơi. Xả luôn là cái online không chốt được cái nào nữa luôn á. Rồi cái này 40kg trở về. Mã lỗi 199 70.000 mã lỗi 199. Đẹp chưa? 40kg trở về vừa. Rồi áo khót này mấy trời. Trời áo khót. Áo khót này nó bị lủng này. Sale với chị 70.000 luôn. Khót 52kg trở về mã khót lỗi 70.000 mã khót đen lỗi. Cái này đẹp mà. Mấy chị về mấy chị theo vào nữa là được á. Khót lỗi 70.000. Khót hồng 50.000 đi. Khót hồng 675 cho chị Hành Đỗ. 38kg trở về mã lỗi 193 50.000 á. Khót hồng lỗi 193 50.000. Khót lỗi. Khót lỗi cho chị Lê Hiền. Rồi mấy chị yêu ơi, chị Hà Nam chậm rồi. Khót lỗi Trúc Giang chậm rồi, Trần Thông chậm rồi. Chị, em cho địa chỉ luôn nè. Em cho địa chỉ mà em không nghe điện thoại thì chị cũng không dám gửi. Khổ vậy chứ, em phải nghe điện thoại. Em không nghe điện thoại chị cũng dám gửi hàng. Biết sao không? Gửi tới nơi rồi em không nghe điện thoại thì sao chị bưu tá giao được hàng. Hiểu không? Chị phải chắc à. Ai chắc lấy thì chị mới gửi. Vậy mà cũng có người bơm á. Khổ lắm em ơi, bán hàng. Bán hàng khổ lắm. Khổ lắm luôn. Chị bán hàng thật lòng như thế này mà cũng bị bơm á. Gặp máy mà máy bà mà gian manh lừa đảo nữa chắc cũng ngán. Chị bán hàng thật lòng vậy mà cũng bị bơm hàng. Chị sợ gọi chốt điện, gọi điện chốt lô mà nghe máy chị báo số lượng nữa nha máy tỷ ơi. Báo số lượng nè, mã số nè, cái bộ đó màu gì nè, chốt mã gì nè, ngày nào nè, tổng số lượng bao nhiêu tiền nè, bao nhiêu đơn hàng, tổng mấy bộ nè, rồi báo bao nhiêu tiền cước nè, tổng thể xác nhận lại cái địa chỉ số điện thoại này rồi mới gửi hàng đi. Chứ không có dám tào lao em ơi, tào lao chết á. Không được. Má tỷ có số, có địa chỉ rồi cũng phải gọi lại luôn đó má tỷ ơi. Rồi cái này mọi người ơi, tiếp tục nha, 50.000. Ờ, 50kg trở về 50.000 mã lỗi 554 lên vài cái được người nha má chị. Còn được nhiều người anh. Hả? Có nhiều người gọi lại chứ, thứ nó bị cách ly không? Đúng rồi, vậy chứ có nhiều người bị gọi lại. Em ơi thôi em thông cảm bỏ qua. Bị chị cách ly rồi. Rồi thôi em chấp nhận. Chứ không thôi em gửi lùi đi là em cũng chết. 50.000 nha má trời. 54-50 cho chị Lê Hiền. Rồi cái này 60kg trở về mã lỗi 352-50.000. Rồi cố gắng nghe điện thoại là được à. Của chị có một cái đầu like 150k thôi, có gửi cho chị không? Có chứ. Có chị Hàng Nghiệp ơi. Cứ đủ đâu 100.000 rồi đây lên là gọi. 100.000 em gửi hết nha chị Hàng Nghiệp ơi. 100.000 em gửi không đi không được, tốn cước mấy công lửa bơm, em lại tốn cước nữa, khổ vậy. Rồi em đây cho em mọi người ơi, đẹp. 65kg trở về mọi người ơi, bán rẻ luôn ha, 50.000 đi. 50.000 mà lỗi 713, còn mấy cái bán rẻ cho mấy chị vừa nghỉ đi. 50.000 mà lỗi 713, kèm lỗi vô mấy trời, còn mấy cái nữa lên luôn. Của lọ nè. Không phải của lọ, của cho. Chốt cái này về tặng mẹ đi. 52kg trở về mọi người ơi. Em cảm ơn chị nhiều nha chị Thêm Trần ơi. 52kg trở về mã lỗi 119 50.000. Cảm ơn chị Thêm Trần nha. Trời ơi. Chị hồi vũ thị chị Thêm Trần đồ. Nói chung là mấy chị về trời ơi, ai cũng vậy.
Bởi vậy khách quen mua rồi, mua nhiều lần rồi. Biết rồi, biết tính em rồi. Xử lý hàng rất là đàng hoàng luôn. Bán hàng rất là nghiêm túc luôn. Đó. Không có bán tào lao với trời. Không có bán tào lao. Nhưng mà mấy chị chốt hàng của em là lượng tào lao là em khoái à. Chốt tào lao là em thấy mấy chị là em né xà. Kiểu vậy á. Em sợ mấy chị chốt ra rồi gọi nghe mỏng nghe máy rồi xả đi. Em đừng lỗi cho giúp em chị em là ai thôi. Vừa tốn tiền quảng cáo cho Facebook này mấy chị. Rồi tốn tiền nhân viên này. Rồi tốn tiền điện thoại này. Đã gọi đi gọi lại nhiều lần này. Trời tốn nhiều thứ lắm mấy chị. Mà khổ mấy đứa nhân viên tội nó nữa. Giờ cuối lại em bán mấy cái lỗi đó chị không tiếc thôi. Mấy cái lỗi bị nứt hình hay bị tính màu hay là lỗi khó rồi trời. Bán rẻ 50 ngàn, 70 ngàn hả trời. Này, 65 ký trở về mà lỗi 31 không. Cái này bán rẻ lên 50 ngàn. Anh Đàm kìa, chị Đàm thôi. Chị yêu anh Đàm quên nữa rồi. Em bảo gì đấy. Cho chị Hàng Nguyệt ơi. Áo khóc này mấy chị ơi. Áo khóc này hơi buồn chứ nó không có lỗi. Nó buồn quá em bán lỗi. Bán 70 ngàn. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Đúng rồi, các chị toàn mua hàng bên mình mà. Ý là mình nói chuyện ở giả sử ấy. Mấy chị mua hàng em rồi mấy chị biết chứ. Biết tính em, biết tính nhân viên em chứ. Trời ơi, em như thế nào là nhân viên em như thế đó. Tại vì mình thì nhân viên mình là như thế nào thì nhân viên mình sẽ làm theo theo đó. Cho nên mấy chị em thắng là mấy chị cứ chốt hàng thoải mái. Chị kèm chữ lỗi chứ đây chị Hạnh Đàm ơi. Chị kèm chữ lỗi vô mọi người. Rồi cái áo khóc của chị này 70 ngàn cái khóc này 50 ngàn đi. 50 ngàn bán lỗi luôn. Nhanh tay được à. 50 ký trở về mạng lỗi 79 50 ngàn. Còn mấy cái mấy rỉ luôn. Đầm hồng 50 ngàn luôn đi. Đủ cái đầm hồng này cười. Vậy nha. Siêu mới nha. Đó, nó bị dính màu siêu siêu vô đây nè. Nhân trong siêu này. Nhân tay mấy trời, đầm này 65 ký trở về mạng lỗi 178 50 ngàn đi, còn mấy cái bán rẻ 50 ngàn đồng ý. Khuya rồi. Rồi áo đen 65 ký trở về. Mã lỗi 327. 50 ngàn 327. Rồi áo xám. À quên áo nâu. Vì thế nên lúc nào chị cảm ơn nhân viên rất nhiều. Cảm ơn chị đại ông nè. Nhanh tay mấy chị nè. Rồi em này 50 ký trở về mã lỗi 731. Lỗi 731 50 ngàn. Đầm hồng cái nữa nè mấy chị. Lỗi 178 cho chị Nguyễn Hoa. Hai lớp á mấy chị ơi, nó dùng này mọi người. Mấy chị bị mấy chị gỡ ra là hết nha. Tại hai lớp đem ủi á. Dính lại. Rồi đầm hồng cho em mọi người ơi. Đẹp lắm. 60kg trở về mạng lỗi 38 50 ngàn luôn. Còn mấy cái mấy vị 50 ngàn rồi em nghỉ. Adidas nha mấy chị. Đẹp hả. Cái này bán lỗi 70 ngàn mấy chị. Lỗi 731 cho chị Lợi Nguyễn. Adidas này 70 ngàn. 50kg trở về 70 ngàn mà 556, lỗi 556, 70 cái đó. Rồi đầm này cho mọi người ơi, 54kg trở về mà lỗi 152, 50 ngàn mà lỗi 152, 54kg trở về, hẳn hết rồi nè, 4-5 cái nữa là hết à. Rồi áo nam nữa mấy chị ơi, áo nam, 50kg trở về mà lỗi 467, 50 ngàn, hẳn hết rồi. Áo nam rồi mấy chị, 40 ký trở về áo nam. Mã lỗi 520, 50 ngàn. Còn mấy cái bán gì 50 ngàn mấy chị. Rồi áo sáng cho em, 54 ký trở về mã lỗi 16, 50 ngàn. Lỗi 16, 50 ngàn áo đỏ nè. Thấy chưa, áo đỏ thì đẹp bị nứt cái hình, ghét sao mà ghét. Rồi 53 ký trở về. 56 cho Nguyễn Hoàng Hải. Rồi cái này 70 ngàn luôn nhớ chị, 53 ký trở về mã 738, lỗi 738, 70 ngàn luôn. Cái đó đẹp á. Mọi năm reo mấy chị ơi. Năm reo đẹp mà nhỏ bán 50 ngàn luôn đi. 47 cho chị Nguyễn Hoan. Năm reo 47 ký trở về mạng lỗi 140, 50 ngàn. Rồi áo trắng cho em 60 ký trở về mạng lỗi 62, 50 ngàn. 738 cho chị 68. Hả? Là gì 68? 60 ký trở về mạng lỗi 62, 50 ngàn. Rồi cái này không có lỗi ba cái cổ đó mọi người, cái cổ nó lỗi 140 cho chị Trần Thông. Biết cái chuyện nó màu đen vậy hay sao em cũng biết nữa. Em bán cho mấy chị lỗi luôn. Cổ này mấy chị.
Cori sai quá chị ơi, Cori sai cái này mới lắm. Mà cái cổ nó dày em quen đôi thử luôn. Để nào mặc rồi, số 2 cho Quách Hồng Ngọc. Rồi cái này lỗi 50 ngàn mà 226 lỗi 226 50 ngàn. Rồi cái cuối cùng, hai cái nữa. Rồi cái này cho em 40kg trở về mọi người. Cái này cũng bị trai nha, 40kg trở về mà lỗi 662, 50 ngàn. Rồi cái khó là bán 50 ngàn nữa đi em gửi. Khó này. Khó, 45kg trở về 50 ngàn mà khó. Lỗi khó, 50 ngàn. Xong. Còn gì nữa không? Lỗi 662. Còn cái khó. Lỗi 662. Cho chị Nguyễn Hoa. Em cảm ơn chị thêm Trần nhiều ạ. Có này bán hay là có bé mút trở lại vậy bé mút. Mút. Kéo hồng lên rồi. Giao rồi đó rồi. Mút đi giao mà. Để đi khó. Mai Lan nhảy cho mấy tử rồi. Đấy, bán thì mấy chị một trăm ngàn. Được không? 60kg trở về 100 ngàn mấy chị ơi mẹ khóc cuối. Ok nha chị Hạnh Đàm ơi, có cái nghe điện thoại giúp em với ạ. Đẹp quá nha. Mẹ khóc cuối cho em 100 ngàn. Cái này không có lỗi nha. Sĩ phẩm khóc quá, hơi bị đẹp quá. Mẹ khóc cuối 100 ngàn, bán rẻ mấy chị. Em này phải bán 2 người mà em bán 100 ngàn thôi. Kệ bán rẻ cho mấy chị yêu nhà mình. Ai chốt được chung anh. Mẹ khóc, khóc 100 ngàn giùm em. Bye bye các chị yêu nha, chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Chúc cả nhà mình ngủ ngon. Bye má tỷ nha má tỷ ơi. Em vừa về cho chị sắp tay em nha. À, bye bye các chị yêu nha mọi người. Chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Bye bye chị Uông Tuyết ơi. Chưa mà em lên bộ. Tối mai lên đầm nữa nha má trời. Tối mai lên đầm lên quần nha má trời. Tối mai em cố gắng em sẽ sắp xếp lên quần. Bye bye mọi người. Hôm nay
hôm nay sẽ xả kho đồ Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị nha. Xả kho đồng Việt Nam xuất khẩu 20-40. Nói chung là giá bao rẻ cho mấy chị ha. Để em suy nghĩ thử hôm nay tặng mấy chị gì á. Chưa biết là sẽ tặng cho mấy chị gì. Chưa biết sẽ tặng mấy chị gì nha. Hello, cho em lượt chia sẻ đi mấy chị. Chị ơi, cho em cái comment lên đi mấy chị ơi. Comment lên giúp giùm em nè. Ha. Chị Sương Nguyễn hỏi khi nào like, nhắn tin là đang like đi con. Hello, hello chị Nguyễn Phương Nam. Cho em dấu chấm lên đi mấy chị. Bộ vàng Ti đem xuống chưa? Bộ vàng bay. Ủa, Ti đang là hả? Cái bao tối hôm qua bao đưa lên no kho cuối cùng là bao nào Ti nhớ không? Hello, hello chị Văn Võ. Hello mấy chị. Đây là mã đầm 90.000. Đây là mã đầm 90.000 nha mấy chị nha. Mã đầm này 90.000. Ti ơi đi qua phòng lấy cho. Rồi nhắn tin xin địa chỉ số điện thoại cô gì đó luôn. Ti qua phòng lấy cái đầm tối hôm qua hàng về đầm mà của team có cài áo á. Lấy size L xuống luôn. Dạ đầm đây 90.000 nè. Mà em thông báo với mấy chị là đầm này là size 75kg đến 100kg ha. Đầm này là đầm phôm rộng. Đầm này là đầm mặt nhà phôm rộng. Mặt nhà, mặt ngủ, mặt đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược ha. Đầm này 90.000. Nếu mấy chị cầm con đầm này lên, mấy chị cầm cái vải, mấy chị sẽ bị mê. 75kg đến 80kg này, 75 đến 80kg. Tại vì nó là phôm rộng mà bao nhiêu ký nó cũng được hết. Cứ 75kg trở lên nha, tới 100kg. Và đầm này là phôm rộng, mấy chị thấy phôm nó không? Nè, phôm rộng mặc ở nhà nè ha. Vải lụa, rồi chốt giùm em 90.000 một đầm. Ở đây có tăng lên, tăng đơ, tăng lên, tăng xuống cho mấy chị nha. Đầm này 90.000 và đầm này là đầm maxi dài phủ gối. Dài tới mắt cá chân luôn ha mấy chị ha. Dài tới mắt cá chân hoặc qua mắt cá chân là tùy vào cái size của mấy chị. Rồi 90.000 đầm tím. Chị nào chốt đầm tím chốt thì em. Ủa đeo lên phòng chị chưa? Đưa lên phòng chị chưa? Đây là phòng chị. Ủa sao sách nguyên bao xuống kìa? Chị cũng có cái sách nguyên bao xuống đây. Chị đầm vàng chị nói cái gì mà đầm vàng tí? Đầm bò nữa rồi. Cái bộ bò nữa rồi. Bộ bò gì ta? Tao kêu mày đi lấy bộ rêu này mày kia kiếm bộ bò gì vậy? Cái bộ rêu tối hôm qua còn một bộ. Trong cái bao mà đựng cái hàng lộn xộn lai còn đó, bộ rêu này nè. À, nó từ cái bộ vàng qua tới cái bộ bò mà trong cái đó tôi kêu nó đi kiếm bộ rêu. Tôi nản xem lại điện nè, cái đầm gì của cô gì đặt nè. Còn người kêu lấy hàng xuống là lấy một cái tay lờ thôi mà sắp chi nguyên bao vậy Ti. Trời đất quỷ trần cái thằng. Dạ chính ở đây nè. Chốt cho cái cô gì đó trước kêu ba ghi cái bill này trước đây. Ừ, xe cho địa chỉ chưa. Dạ 90.000 của chị Tú Bình nè. Lựa cho chị ba cái và áo dài, áo khoác dài còn nha chị Tâm, đợi chút xíu lên. Ủa cái bộ hồi nãy Ti kêu cái bộ vàng còn size 100kg lấy xuống chưa Ti? Trời đất ơi. Rồi đầm tím của Tú Nguyễn in chưa vậy? Đầm đã 280 đó con. Nhưng mà đưa cho ba ghi cái bill đó trước đi. Ai không hợp ngầu nói thật. Cái mặt máu cái mỹ không biết la la lên cái lùn. Tú Quỳnh 90.000 đồng tím là nó nhiều màu lắm chị Tú. Nói chung là mấy mẫu này hôm nay chị Tú đều sướng hết. Cái lô hàng này về chị Tú với lại mấy chị size bự đều sướng hết ha. Con này là màu xanh nhạt nè. Con này màu xanh nhạt, lựa cho chị ba cái đầm nè. Con này là màu xanh nhạt nha, mấy con này cho chị mặc ở nhà mê lắm. Vải đẹp lắm mà có 90.000 con. Con này là màu cánh sen. Ha, con này là màu xanh ngọc. Em lấy cho chị cái xanh ngọc nè. Em lấy cho chị cái cánh sen nè. Dạ em lấy cho chị cái tím nè, ba con. Rồi ba con của chị Tâm Nguyễn nè. 93 vi từng cái đi con, chứ cái đầm này bự lắm. 93 270 nè. Vi mỗi cái thứ con ơi. Chị Tâm Nguyễn nè, ba con. Bác Tư vừa ngừng ấy em bác Tư. Tâm Nguyễn nè. Tây ơi mày kiếm không có đi xuống đi Tây ơi. Lấy cái bộ vàng, cái bộ trắng bao đỏ đi, bộ vàng bay xuống cho chị Tâm trước đây. Tao
hỏi mày lấy xuống chưa mày cũng kêu trả lời chưa, giờ tao hỏi mày lấy xuống chưa mày cũng trả lời rầu là có mình mày à. Đâu tôi mới lùng bộ vàng gì đâu, trăm người chưa nhiêu tiền kiếm không có thì mày làm tươi mấy anh tư mới thích làm mày à. Kiếm không có thì mày lại làng lên chứ mày ngồng biết mà chở thì ti. Em đang like mày chị Xuân. Rồi có chị nào chốt đầm này nữa không? Có chị nào chốt đầm dây mà mặc ở nhà nữa không? Nó là vải lụa nha. Đầm này thực sự là phải trên 80kg đi, 80kg đến 110kg cũng vừa đầm này. 90.000 một con vải lụa à. Đầm này là dài phủ chân nè. Nhớ nha, đầm này mấy chị mặc ở nhà vải đẹp lắm, 90.000 một con. Nhưng mà con này size cực kỳ, con này form lên cực kỳ đẹp nha. Chị lên chậm chậm em xem nhớ. Ủa em đâu có lên nhanh đâu chị. Em đang kiếm bộ rơ của chị, tại tối hôm qua nó còn bộ rơ. Tại vì bộ này là size 3 thì trời ta 90 đến 100kg rồi ha. Rồi đầm xanh của chị Xuân Nguyễn là xin địa chỉ số điện thoại 90.000. Đầm này đầm xanh nè. Đầm này là mã cánh sen nè. Mã này mã cánh sen nha quý vị nha. Mã này là mã cánh sen. Chị nào chốt cánh sen chốt giùm em cánh sen ha. Nhung Lê đầm này chị Nhung về coi cái phơm vải chị Nhung mê lắm. Rồi 90.000 của chị Nhung Lê nè, 90.000 bộ của chị Nhung Lê nè. Rồi mấy chị lưu ý giúp em nha, hàng sale mà không ưng thì đừng chốt nha. Chốt là xin đổi trả mà nói này nói kia là em chửi đó. Bữa nay em không có, em không có không chửi đâu nha, bữa nay em chửi ráo á. Em còn con tinh nhạc chị lấy được không? Tinh nhạc để em kiếm nha, để em kiếm con tinh nhạc cho chị. Em có con đầm đen mà vải cứng. Con ha, đưa cái đó ra là gì ở đó mặt si nè. Em nói là con phải lấy đồ có tay mà cũng đưa. Con này sao ổng cũng mệt mỏi ghê. Con nói không lấy đồ có tay mà cũng đưa chi không biết nữa. Chị ơi, chị ơi, nó còn màu tím chị lấy được không? Đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này nha chị. À, nó còn bộ tím, nó còn đầm tím được không cha? Nó còn đầm tím cho chị Nhung Lê nha. Nhung Lê 90.000 nè. Nhung Lê 90.000 nè. 90.000 Nhung Lê nè. Rồi lên tiếp đầm có tay cho mấy chị size lớn là size 100kg thôi mà. À nhưng mà em nói thiệt, nếu mà như em á, nếu mà như Ý Yên á ha. Nếu mà như Ý Yên á thì Ý Yên không có thích cái đầm có tay này. Tại vì cái form có tay thì nó phải đẹp đẹp chút. Form này nó cũng phổ tim nè. Form này cũng 90.000 chị nào ôm là chốt nha, 100kg. 100kg chị nào ôm chốt cho em, không có đặt cái hàng này em trả lại được. À cái này màu gạch nè. À hai con 100kg đã có rồi chị. Cái này màu gạch nè. Ai chốt thêm màu gạch thì chốt màu gạch nha. Màu gạch hồi nãy giờ chưa thấy nha. 90.000 màu gạch. Chị nào chốt 90.000 màu gạch chốt giùm em màu gạch 90.000. 90.000 màu gạch tiên lấy nó được nhỏ vậy. Nè màu xanh còn nè, màu xanh nhạt còn nè. Hai màu gạch của chị Xuân Nguyễn 90.000 nè. Xuân Nguyễn 90.000 màu gạch nè. Mấy vải này mấy chị về rờ vô cái vải mấy chị sẽ bị mê hả? Rờ vô cái vải cực kỳ mê luôn nha mấy chị. Tại em coi thì còn màu gì nữa không? Rờ vô cái vải của con này mấy chị mê lắm. Cái này màu xanh ngọc nè. Ở ngoài nó là xanh ngọc nha mấy chị. Vô trong like thì nó hơi nhạt tí ha. Rồi xanh ngọc. Chị nào chốt xanh ngọc chốt giúp giùm em xanh ngọc nha. Chị lớn gì nhỏ hả? Chị mà đi kiếm gì nhỏ mà đi kiếm gì nhỏ. Chị thôi lấy cái bịch trắng đi được á. Trắng được cái này mà bì này nó còn bánh mà bỏ cho bì lớn nó kỳ quá. Xanh ngọc của chị Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn xanh ngọc 90.000 nè. Chị Tâm Nguyễn xanh ngọc 90.000. Cái màu cánh sen mấy chị về mặc thử đi, nó lên cái form vải đẹp lắm ha. Màu cánh sen nó lên cái form vải đẹp cực kỳ nha mấy chị nha. Rồi like đừng chốt nha, đừng no man nha. Ủa này màu gạch hồi nãy chốt cho ai màu gạch chưa vậy? Ủa hồi nãy chốt chị Sương Nguyễn màu gì vậy? Coi chị Sương Nguyễn màu gì vậy? Sương Nguyễn một cái có hai cái lần còn cái nữa, còn cái mới quăng màu gì vậy chị Sương Nguyễn nha. Con tưởng màu gạch có phải mới chốt với chị mà. Một màu gì à? Một con màu xanh. Rồi gì màu gì nữa? Lấy lại con gạch đi không? Lấy lại con đó đi. Cái này không có đầm nhỏ chị. Ủa chị Xuân Nguyễn đâu rồi?
Ừ, màu gạch. Được rồi. À, con này con sau hay con trước vậy? Đó con sau à, đó con sau à. Đó con sau à, con đây con coi em ra đọc con sau à. Ủa vậy em đưa lộn hả? Ừ. Em màu gạch của chị Phương Nguyễn nè. Thôi chút xíu nữa chết rồi. Hả? À, nó còn được mấy màu đó để em mua cái bao cho chị. Chán ghê, ta dạng mẫu gì thì giao mẫu đó đi. Đưa một chi cho người ta mắc đi trả lại không biết nữa. Ta kêu đã lấy không lấy đầm có tay rồi. Ta không thích đầm có tay rồi. Đầm có tay là size 100kg nè, nhưng mà em không thấy đẹp. Thật sự là em không thấy đẹp. Em đã nói đừng có đưa cho em, mà đừng có đưa cho em. Ta đã không thích đừng có đưa chi không biết nữa. Cái tính mấy người này kỳ buôn bán kỳ cục ghê. Chẳng lẽ giờ nhắn tin chửi vậy? Cái gan em nó kỳ cục lắm. Ngày mai anh Phước chở bao tải lên trẻ hàng bớt cho anh nha. Những mẫu đầm có tay không thấy cũng bỏ vô. Rồi đầm size S cũng bỏ vô. Quần size S cũng bỏ vô. Kỳ cục và ghét những cái người buôn bán không có thiệt thà. Em cực kỳ ghét những người buôn bán không thiệt thà. Nói chung là léo lận, ai cũng léo lận được hết á. Mà em ghét những người buôn bán không có thiệt thà lắm. Cực kỳ ghét luôn á. Ghét cay, ghét đắng. Nè, có một con đầm vàng đẹp nè. Đó. Có một con đầm vàng đẹp là 90.000. Đấy, size này là size 70-90kg thôi. Ghét những người mà buôn bán không đàng hoàng cực kỳ luôn á. Màu là đẹp bán. Màu nào xấu trẻ cho vừa lòng. Màu nào xấu trẻ cho vừa lòng. Cái này tung đẹp lắm. Cái này tung đẹp bà cố luôn. 90.000. 90.000 của chị Tâm Nguyễn nè. Nào đẹp em bán. Cà phê sữa đẹp nè chị. Cà phê sữa đẹp nè chị Tâm. Cà phê sữa đẹp nè. Ha? Nào đẹp em bán, nào xấu em trả. Cà phê sữa của chị Tâm luôn nè. 90.000. Biết cái kiểu buôn bán mà ta đã nói ta không lấy rồi, đừng lấy cho ta. Đầm này đầm đỏ, form dài, nhưng mà con này mấy chị mặc lên nó sẽ bị già. Thà mấy chị mặc áo đầm dây á, mấy chị mặc đầm dây lên á, mà form dài mấy chị sẽ thấy rất là trẻ trung và dịu dàng và cái kiểu tiểu thư. Còn một khi mà cái đầm này á, cái đầm mà nó không có đúng màu và nó không có đúng tông, mấy chị mặc lên sẽ bị già. Đầm này dài tới mắt cá nè. Màu gạch này, đầm này đẹp nè. Đó, nào đẹp em nói đẹp ha. Nhưng mà đầm này dài phủ mắt cá nha. Mấy chị không ôm về, mấy chị cắt lên 90.000. 90.000 size 75-80kg đến 100kg. Nói chung là form lớn đó, ai ưng thì chốt ha. Ai ưng thì chốt form lớn. Ai ưng thì chốt form lớn giúp em nha. Con này là con xanh ngọc nè, size 100kg nè. Con này form ngắn nè, form tới ống quyển thôi ha. Xanh ngọc nè. Để kêu không lấy thì đừng có bỏ vô cho người ta. Cứ bỏ vô cho người ta. Người ta không thích mà cứ bỏ cho người ta. Người ta đã không ưa rồi cứ bỏ cho người ta. Và mắc con người ta đi trả không. Được con nào đẹp thì lấy bán. Con nào xấu trả. Rồi bỏ bao này vô cái bao tải luôn. Thì đứng này lấy cái đó bẩn thì bỏ vô cái này. Quăng dưới bao tải để trả. Bao tải hỏi anh Tư nãy bỏ đâu. Quăng bao tải trả. À, đầm cam với xanh ngọc của chị Trinh Phương. Chị Trinh Phương chốt đồ á. Chị Trinh Phương chốt đồ bên em là chỉ còn chốt giùm em là số ký thôi, đừng có chốt số điện thoại nha. Đầm cam và đầm xanh ngọc là mẫu nào chị? Mẫu nào chị ơi, có tay hay là có dây? Em có con dây đen nè, nhưng mà con đây á em thấy vải nó không có mềm nha. Con dây đen nè, nói chung đẹp thì cũng đẹp nhưng mà vải không có mềm. Con này còn cỡ dưới 70kg thôi ha. Đầm dài đi chơi tiền là chị phải ngồi cô like với em nha chị Sương Nguyễn. Con này size 60-70kg bán với chị 90.000 đầm đen. Đầm đen vải không phải là lụa mà nó là vải. Nó giống như vải gì nè. Nó giống như vải của cái vải đen á ha. 90.000 nhưng mà con này 60-70kg thôi nha mấy chị. Con này 60-70kg đúng không vậy anh Tư? Nhìn nó thử làm đúng không vậy? Chứ nó làm nó cứ im im, nó không hỏi gì hết trơn. Nó nghi ngờ thằng đó quá. Rồi tiếp tục lên gì nữa. Ủa chút bao đầm ra rồi không? Đầm dây, nãy em lựa chị 3-4 cái rồi. Xanh có tay của chị Trinh Phương. Con này size 100kg. Chị Trinh Phương chốt thì em lên số ký đi. Em mới dám chốt đồ cho chị nha. Chứ mặc ở nhà thì mặc ở nhà. Chứ nhiều lúc mấy chị không phương thì mấy chị cũng giận. Thường em cũng khổ lắm.
ha. Chị Trinh Phương phải lên chiều cao cân nặng em mới bán hàng ở chế được nha. Em mới bán hàng ở chế được. Cái này là một bao hả anh? Một bao đúng không? Nói chung là hồi sáng giờ là em bán áo này cho mấy chị quá trời. Nói chung là từ sáng giờ em bán cái áo này cho mấy chị quá trời. Áo này là free size đó mấy chị. Áo này là free size. Ba con thì 120 ngàn. Vị chi là nói chung là cái form nó sẽ thoải mái như thế này cho mấy chị ha. Cái form sẽ thoải mái như thế này cho mấy chị. Cứ 70 đến 75kg đến 100kg là có thể chốt được áo dây. Nhưng mà mấy chị thích, mấy chị mặc được form như thế này thì mấy chị hãy chốt. Còn mấy chị nếu mà mấy chị mặc rộng, mấy chị không thích mặc rộng thì mấy chị đừng chốt. Chứ chốt về là A, B, C, D, ngồi sờ xuống chấm A, ớ, A, A, ớ, ớ, ngồi phải nhớ trả tiền là không được ha. Nói chung là con này là 3 con 120, 10 con 400 ngàn con áo dây này. Mà bình thường một con áo dây này em đã bán cho mấy chị 100 ngàn rồi. Nhưng mà thực sự là vải không đẹp bằng thằng này. Vải không phải là vải lụa co giãn như thằng này. Cho nên chị nào mà ưng chốt cái này phải chốt cho nhiều lên ha. Lụa thoải mái, phải, nói chung là phơm thoải mái 70 đến 100 lý. Gì vậy? Em mới cho xem vô làm dây. Làm dây hết rồi. Rồi chị nào chốt, chốt giúp giùm em nha. Chị nào chốt áo dây 3 cái 120 ngàn. Chốt vô giúp giùm em 3 cái 120 ngàn. Rồi mẫu này hồi sáng nha mấy chị chưa lấy. Tôi lấy một cái bao trắng bưởi lên. Bỏ áo dây này vô. Rồi em nói thiệt với mấy chị, áo dây đây về mấy chị mặc là say đắm luôn. Nhưng mà không có được chọn màu đâu ha. Con này tới size tới 190-100kg nè. Rồi em nói thiệt với mấy chị là vải này tao mê say luôn. Một chấm là say đắm luôn. Nó nhiều màu lắm, chị không có được lựa màu đâu chị. Nó mới được lựa màu đâu, giống như là em lựa tự nhiên cho mấy chị ha. Em lựa tự nhiên cho mấy chị, chứ mấy chị không có được lựa màu đâu. Lựa màu đẹp hết rồi, màu xấu ai bán, trong khi đó bán có 40 ngàn con à. Ba áo dây 120-90kg của Trúc Mai đây, chị Trúc Mai đây. Đúng không, em nói đúng không? Em nói mấy chị đúng không? Giờ mấy chị lựa màu á thì còn màu xấu em bán cho ai? Còn màu xấu em bán cho ai? Giỡn hoài. Rồi có con cái này cái kia rồi vô. Cho nó ABCD ngồi xề xuống chấm rồi chưa. Rồi ba cái của chị Trúc Mai, ba cái áo dây 90 mặc phong thoải mái cho Trúc Mai. Ba cái 120 ngàn của Trúc Mai nè. Ba cái 120 ngàn của Trúc Mai nè. Ba cái 120 ngàn của Trúc Mai. À, không có màu tối bán tôi mà cũng không màu sáng bán tôi nha. Ở mua thì em để dành em bán từ từ chứ em không có màu sáng mà lựa màu sáng hoặc màu tối bán ai. Hai mấy chị ha. Ba cái 120 ngàn vị chi là 40 ngàn con á. Chị Tâm Nguyễn 20 áo dây rồi. Hai mấy chị chốt áo dây kèm số phí cho em. Chị Tâm Nguyễn là đã chốt áo dây rồi nha. Chút nữa vô cái like đó con sọt ra nó ra ba áo dây của Trúc Mai có rồi nè, nhắn tin cho Trúc Mai cho con lựa. Lựa ngẫu nhiên thì chốt, còn lựa không ngẫu nhiên thì báo nó xả cho em ha. Lựa không ngẫu nhiên thì cứ báo xả cho em chứ em không có cho mấy chị lựa màu ha. Bây giờ rút ngẫu nhiên á, ok không mấy chị? Ok không? Thảo hồ ba áo này. Thảo hồ ba áo này. Con này size lớn rồi nè. Đâu có kêu nữa đâu không? Thảo hồ ba áo. Trúc Linh ba áo. Để chút bảy. Để em từ từ em hỏi. Rồi Thảo hồ ba áo nè. Ba áo của Thảo hồ. Ba áo của Thảo hồ 120. Chị Tâm có rồi nha. Rồi ba áo của Trúc Linh. Ba áo của Trúc Linh 120, trời ơi, ba áo của Trúc Linh vải hơi bị đẹp luôn. Ba áo của Trúc Linh 120. Ba áo của Trúc Linh 120, của Trúc Linh đó con. À, chị ba cái áo dây chị Dung tô 90kg phải không? Đầm đen viền trắng chị Dung Hồng. Chị Dung Hồng đầm đen viền trắng cổ không? Để em lấy cho chị coi nha. Từ lơ màu bán em. Chốt bao nhiêu cái vợ thèo chốt 10 cái đi. Chị Trân Ngọc chốt 6 cái, Yên ơi là chốt 6 cái kèm số ký nha. Chị Hồng Nguyên chốt 6 cái kèm số ký luôn ha.
Dạ em lựa ba cái cho chị dùng. Mặt form rộng nha, mặt form như thế này nè ha. Chứ mấy chị mà ơi Yến ơi, mặt cái này rộng đổi cho chị là Yến quýnh mấy chị chạy không kịp luôn nha. Là Yến quýnh mấy chị chạy té khói nha. Dùng tô ba áo, dùng tô ba áo, ba áo của dùng tô, ba áo của chế dùng tô 120 ngàn, ba áo của chị Hồng Nguyên, ba áo của chế Hồng Nguyên. Quỷ vợ phèn nó thích con đỏ hết á. Ba áo của chế Hồng Nguyên, form rộng nha chế Hồng Nguyên ơi, form rộng nha chế Hồng Nguyên. Hồng Nguyên ba áo 120 ngàn của Hồng Nguyên. 6 cái bà Yên ơi, chưa có số ký không chốt. Nguyễn Bé ba cái 120, chưa có số ký em không chốt. Áo dây chị lấy 1 cái đen nha, không bán. Phương Huỳnh thì thái ba áo dây 90, làm ơn không lấy xanh coupon. Xanh coupon có đâu lấy chị. Xanh coupon có đâu lấy bà nội. Ủi làm ơn nha, ủi làm ơn nha. 90 đến 100 tí khỏi làm ơn. Trời má ơi, có con áo trắng ba lỗ đẹp không? Có con áo trắng ba lỗ đẹp không? Trời mà lụa nữa chứ. Trời bà nội cha nó. Lụa đẹp quá trời. Cái này không phải xanh cô ban, cái này là xanh ngọc nè bé ơi. Này cô bé ơi, tiêu không lấy xanh cô ban. Để lấy cho cái màu hồng, màu rút đồng nè. Màu rút đồng cho nó đẹp nè. Tay lớn cho chế nha. Rồi này tay lớn nè. Rồi ba cái của ai? Ba cái của chị của ai vậy? Chị ơi mặc đầm ngủ sợ đi đẻ giống quỷ ghê. Phương Huỳnh Thị Thái nha. Phương Huỳnh Thị Thái ba cái 120. Tí xíu em có cái áo này có tay em bán rẻ cho mấy chị. Ba cái của chị Phương Huỳnh Thị Thái nè. Phương Huỳnh Thị Thái 120. Lấy cuộn giấy cho nó. Hơi chậm tí nha, 119 chị, đợi em chút ha. 6 áo 90 kg của chị Trân Ngọc nè. Dạ ok chị Trân Ngọc nè. 1, này lai nhanh không được đâu. Ai không nhanh là không có nhanh được đâu nha. 1, 2, trời ơi đi về mặc áo này em nói thiệt với mấy chị, họ thích tí đái quần luôn á. Nói thiệt, thích tí đái quần là có thiệt nha. 3, bình thường một cái áo dây này em bán đã 100 ngàn rồi. Bóp vải đẹp cho mấy chị. 5, mấy con này mặc với quần sọt cũng được. 5, dạ kiếm con cho sọc sọc cho nó đẹp coi. 5, sọc này size nhỏ rồi. 5 rồi, 5 5 5. Dạ 5, chưa thấy con lớn. Dạ 5. Để chị lấy cho đi. Dạ 6. Rồi 6 cái áo của Trân Ngọc nè. 6 cái áo của Trân Ngọc 240, bỏ vô bịch vừa không? Bỏ 2 bịch đi con ơi. Bỏ 2 bịch đi, 120 cộng 120 bé. 120 cộng 120 nha. Áo có đi đợi chị chú. Thanh Thúy 3 áo dây 90 ngàn, 3 áo dây 90 kg. Thanh Thúy đợi em đó. 90 tới 100 kg là em lấy size lớn nha mấy chị nha. Tại vì áo này mấy chị mặc thoải mái ở nhà nó sướng lắm. Em nói thiệt mấy chị mặc sướng, mấy chị tin em đi. Về đừng đưa ba cái áo ra ngồi đo nha. Tại vì lấy kiểu như lấy form tự nhiên, mấy chị đưa ba cái áo ra ngồi đo em quýnh chị kịp luôn nha. Rồi ba áo của ai? Ba áo của Thanh Thúy 120 ngàn. Thanh Thúy 120 ngàn ba áo. Trong tuyên 3 áo, 1, 2, 3. 3 áo của Trần Tuyền, 3 áo của chế Trần Tuyền 120. 3 áo dây kèm số ký lên nha. Nguyễn Hương 3 áo dây kèm số ký. Có 7 ký mặt rộng nha. Chị Hương mặt rộng tụt dấu luôn á. Đừng mặt. Bỏ phèo 3 cái. 1, 2, 2. Hương Quỳnh Thị Thái. Chúc lên 1,
qua nó dễ thương rồi. Ba. Rồi ba cái của bò phèo. Ba cái của phèo. Không, mấy chị mua cái này mà mấy chị chọn màu thì mấy chị bán xả giúp em nha. Ha. Chị em đang bán dâm. Mấy chị mà chốt áo mà chọn màu là em cũng không đọc tin nhắn nha. Diễm Trần ba áo. Biết sao Diễm Trần nè. Chị Diễm Trần ơi lấy 6 áo đi. Ha. Diễm Trần ơi nói nghe nè, lấy 6 áo đi. Chứ mấy chị mà lấy màu này mấy chị kiếm màu kia thì những cái màu đó ai bán không? Ở đâu mà ngồi bán 40 ngàn con áo gì lời 5 ngàn cho mấy chị không? Bán sẽ kho dùm shop người ta không? Không chịu nha, em không chịu là em không chịu. Còn mấy chị có buồn em thì em chịu thôi chứ. Mấy chị tính đi, bán áo bán 40 ngàn lời gì lời cái bán. Bán áo lời 40 ngàn em lời có 39 ngàn chứ nhiêu. Trời ơi chị Diễm mà về cầm con vải áo này lên chị Diễm đê mê lắm luôn á. Em nói thiệt, Diễm mà giờ cầm con áo này lên là Diễm sẽ bị một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, hai chấm là ối ỉa. 1, 2, 3, 4, 5 để kiếm con xanh nữa. Để kiếm con xanh nữa nó mới đủ đồ rồi. Ok, Diễm Trần quận 12. Diễm Trần quận 12, 3 con, 120. Cộng thêm 3 con nữa, 120 phân ra đi. Rồi, áo này 60kg không vừa. Trang Ngọc 90kg, bà ơi, vừa. Chơi ơi, bán gì đó, dạ. Ba áo, đừng lấy đỏ. Không có đỏ. Thôi, đừng có chọn màu. Lấy ba phèo vợ là lấy ba áo rồi nha. Lấy size 90kg rồi, size nhỏ không có được. Ha. Yên ơi, kiếm chị 10 cái áo size 60kg nha. Hồi chiều em có để cho chị một cái quần gì á, mà size nhỏ, một cái đầm size nhỏ, một cái quần size nhỏ, là có mấy chục à. Có mấy chục à. Chị Tú mặc form này thoải mái được không? Nếu chị Tú mặc form này thoải mái được thì em mới bán cho chị Tú nha. Cái mặc form này mà mấy chị không chịu thoải mái là em không có bán được cho mấy chị ha. Không bán được, áo có 40 ngàn, tí nữa lên đầm 120 nha mấy chị. Áo này nó sẽ như thế này nè. Đó mấy chị thấy form không? Hổng rộng, hổng chậm nhưng mà thoải mái như thế này ha. Em 82kg. Và chị Hoa Quỳnh ba áo nè. Mấy chị mà cảm giác mà cái màu không ok thì mấy chị cứ báo xã giúp em nha. Chị Hoa Quỳnh ba cái nè. 1, 90kg, 2. Chứ bán áo thiệt sự, bán áo này giá này cho mấy chị mà. Con này là quăng lên hành lỗi. Này quăng lên hành lỗi 3. Rồi ba con trắng, con đen, con xanh của chị Hoa Quỳnh. Chị Hoa Quỳnh nhắn tin xin cho em, cho anh xin địa chỉ số thoại Hoa Quỳnh ba con 120 nè. Chị Tú, ba con 70kg của chị Tú, 1, 2. Hồ Quỳnh, chị nhắn tin lên cho Hồ Quỳnh nè. Chị nhắn tin lên cho Hồ Quỳnh 2 nè. Ai mới nhắn tin rồi, Nguyễn Tú ba con nè. Nguyễn Tú ba con 120. 120 ba con của Nguyễn Tú, thôi bỏ cho tính cẩn thận nha. Diễm Trần ba áo, đưa lại hai bill Diễm Trần đi, đưa lại một bill cho Diễm Trần. Ừ, quăng một bill tự nhiên ra đi, quăng cái bill tộc nhiều ra đây cho em, quăng bill trên ra đây cho em. Rồi đưa đây, đưa đây khỏi khỏi. Rồi Diễm Quỳnh ba áo. Sao em lấy ba áo 80kg của Nguyễn Bé? Tại nãy chị không có lên chiều cao cân nặng em không lấy. Rồi ba áo của Nguyễn Bé, 1. Phân rộng nha chị Nguyễn Bé, 1. Con này size nhỏ nè. Thầy ba nhỏ để đi cho chị Thâm nè. 1 nè. Form rộng nha. 2 của chị Nguyễn Bé nè. Rồi 3 của chị Nguyễn Bé nè. Nguyễn Bé ba áo. Rồi ba áo của chị Nguyễn Bé. 120 ngàn. Ha. Hạnh Trần kim thêm ba áo. Hạnh Trần kim thêm ba áo. Ba áo của Hạnh Trần kim. Thêm ba áo của Hạnh Trần Kim, mấy cái này mặc rộng nha Hạnh Trần Kim ơi. Ê, Hạnh Trần Kim ba áo nè. Nè, bỏ phụ ơi. Hạnh Trần Kim ba áo. Dạ, bên bùi ba dây, ba áo dây 80kg, ok chị. Mặc phông rộng giúp em nha mấy chế. 1, chị bên bùi có không? Thử này là xanh của anh nè. 2, chị bên bùi nhớ lấy thêm nha chị bên bùi. Chứ em nói mấy chị là vải đẹp động trời luôn ha. Nhắc nhẹ thôi, vậy con này bị lỗi nè. Hàng của bên kia đưa qua nhận. Dạ nhận đi anh.
Rồi ba con của chị Bình Bùi nè. Ba con trăm hai của chị Bình Bùi. Chị Thùy Trinh chọn cho mình 4 cái 70kg. Mặc phông rộng tí nha chị Trinh. Mặc phông rộng tí nha. Nhưng mà em cam đoan với tất cả những chị ở đây, mấy chị về mặc phông này mấy chị sẽ bị mê. Cái vải nó đỉnh lắm. Em thông báo là vải rất là đỉnh nha. Vải cực kỳ đỉnh luôn. À vải rất là đỉnh. Con này size nhỏ hỏi em mà. Không có tu. Tu đã nói rồi. Vải, vải này mà chị Thùy Trinh giờ mặc là chị Thùy Trinh mê. Mê em luôn. Hỏi còn mê sớm. Mê em thôi. Ê. Con này đẹp à. Rồi chị Thùy Trinh 4 áo nè. Thùy Trinh 4 áo. À, 4460. Chào chị Thùy Trinh, em có chào chị Thùy Trinh. Chị Thùy Trinh vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Nhà em không có chốt tự động. Nhà em chốt từng khách gì đó, không có chốt tự động đâu. 4 cái 160. 3 cái nữa của chị Cao Kim Phượng. Chị Trần Tuyền này có 3 áo chưa vậy? Có chị Trần Tuyền có 3 áo rồi hả? 3 áo nữa của chị Cao Kim Phượng. 2 3 Rồi ba áo của chị Cao Kim Phượng nữa là 120. 120 ba áo của chị Cao Kim Phượng. Không cái luôn hả chị? Chị Trinh Mỹ không áo luôn em. Em chọn màu với áo này em khó chọn màu lắm. Cô Nguyễn Tú cứ là chị 70kg. Nó rộng quá ông xã. Ai? Nguyễn Tú. Xã Biêu Nguyễn Tú em. Dạ, 5 áo dây 70kg của Nguyễn Tú thôi. Dạ, Nguyễn Tú xã mấy cái đây, 3 cái thôi. Vậy Nguyễn Tú. À, chị Trần Tuyền có bill chưa vậy? Chị Nguyễn Tú nè. Cô Hoa Quỳnh vô cho con địa chỉ số điện thoại. Chị Hoa Quỳnh ơi vào cho em xin địa chỉ số điện thoại 123 nè. 4 nè. 4 nè. 4, 5 cái của chị Liên không? 5 cái của chị Liên. Rồi 5 cái của chị Liên hơn quá à. 5 cái của chị Nguyễn Thị Kim Liên nè. 4,5,200 của chị Nguyễn Thị Kim Liên em đa tài chị. Em có nhắn tin cho chị Liên á, chị Liên vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Tại vì nhà em không có gọi liền chốt hàng. Chị Trần Tuyền 3 cái không? Trần Tuyền 3 cái. 1. Hơi chậm chút nha, cho nên mấy chị đừng bỏ đi nha. Mày sai lớn. Mấy chị đừng bỏ đi nha, để em kiếm đồ em bán nha mấy chị. Chứ hôm nay đồ rẻ lắm. Hôm nay mà mấy chị không có mua được cái lô này á, là mấy chị hối hận lắm luôn á. Em nói thiệt, hôm nay cái lô này mà mấy chị không mua được là mấy chị cực kỳ... À, hai cái áo thì đừng quăng nha, để mai trả nó. Bán hết lời mà còn bị lỗi nữa. Dạ, chị Liên có rồi nè. Lấy bill của chị Thùy Trinh mở ra coi thử 4 cái đó là 4 cái gì để thêm vô à. Để thêm vô cho chị Trinh cho xong luôn. Màu gì chị Trinh trải đó cho chị đi. Một đỏ, một trắng sọc. Mở ra 4 cái. Trời ơi, con này đẹp quá. Con này đẹp ha. Đẹp ha. Yeah. Rồi. 1 2 4. Rồi thêm 2 con nữa. Tôi sửa lại của chị 6 con là 46,240. Tôi sửa lại 240 cho chị Thùy Trinh ha. Rồi. Yeah, 240 của chị Thùy Trinh nè. Hơi chậm chút nha, cho nên mấy chế đừng đi giùm cái từ nghiệp em. Người tay phụ cho nó ra hàng cho hết giúp em với. Nha mấy chị, người tay phụ ra hàng giúp em. Nãy giờ bill Trần Tuyền có chưa vậy anh? Có cái gì đó hả? Có 120 nãy giờ hả? 120 là đợi chị chào vậy chị Trần Tuyền ơi. Con kéo lên coi thử cô Trần Tuyền thử. Chị Trần Tuyền. Trời ơi nhiều quá. Nhiều quá. Dạ em đang kéo từ dưới lên trên nha. Mấy chị đừng có đừng bỏ em đi nha. Chốt giùm em ba áo kèm số ký giúp em. Áo lụa vải co giãn đẹp lắm. Gì vậy? Thôi chị Trần Tuyền có 3 cái rồi là không lấy cho Trần Tuyền nữa ha. 3 cái là không có lấy cho Trần Tuyền nữa nha. Đầm lá trúc còn sai. Còn đợi chị chút xíu nha. Trời bị rối rồi mấy chị ơi. Yên ơi, áo dây lấy màu nào cũng được, đừng lấy màu đỏ nha. Không biết chị. Thùy Trinh có rồi nè. Rồi ba cái của chị Lê Nghe, hình như Lê Nghe có view nhà mình rồi phải không? Ba cái của chị Lê Nghe nè. Lê Nghe ba cái. Hình như có chị Lê Nghe có cái gì trăm mấy nhà mình hay sao, đúng không chị Nghe? Chị Lê Nghe đúng Lê Nghe này không vậy?
Rồi em mới chọn lên nghe lên nè. Rồi lên nghe ba cái xăm hai. Ba áo của Trang Nguyễn. Hỏi lấy hả chị Trang? Dạ ok. 80kg. Rồi chục cái đi Nguyễn Thảo My. Rồi chị ngồi đây em lựa từ đây tới tối cũng xong cho chị My rồi. Nhưng mà em nói chị My nghe, chị về chị mặc thử con áo 70, con áo 40.000 đi, rồi mấy chị sẽ mê vải. Bán tự tin luôn á ha. Không có con Hùng đang ngồi đây mà bán áo này 40.000 cho mấy chị đâu. Dạ, cảm ơn đa tạ chị Tâm. Chị Tâm biết ngày mai đồ lót với em không có là hai tiền lấy hàng, chị Tâm thương em mày đó. Dạ mặc thoải mái nha chị My ha. Ba con này con cánh sen này size lớn nè bà nè, mà size bự mà mặc con cánh sen này vải đẹp mê say luôn, thiệt luôn. 4, hồi sáng giờ mới thấy con sọc vàng nè. 5 của Nguyễn Thảo My. 5, 6 của Nguyễn Thảo My. 6, 7, 7 sọc cánh sen. 8, chờ chờ em nha, còn không chờ được rồi em cũng biết làm sao. 9, cho con nâu nữa là đủ nè. 10 cái của Nguyễn Thảo My nè. Nguyễn Thảo My, Nguyễn Thảo My. 10 cái của Nguyễn Thảo My, chào Nguyễn Thảo My luôn. 2 em. Rồi Nguyễn Thảo My chia 2 bịch đi ơi. Áo dây 6 cái của Tùy Trinh có rồi. Ba được rồi, đồ nhiều lắm. Em 6 cái nha chị. Nguyễn Hoàng Xuân Hương lên số ký tay nhỏ nha. Nguyễn Hoàng Xuân Hương tay lớn. Trời ơi con này nó đẹp, mặc thoải mái sướng lắm mấy chị. Sướng hơn đêm qua luôn. Trời ơi chị nào tay lớn có nhiều màu đẹp quá. Rồi đây. Đây nè, đây là màu cánh sen nè. Đây là màu cánh sen nè. Khỏi chốt cho em to lắm. Thêm 3 cái nữa thôi chị Cao Kim Phượng. Em nãy em mới nói thêm chị 3 cái rồi nha. 6 cái Nguyễn Hoàng Tương Hương giải đẹp vô số kể đó chị. Con này mặc rộng nha. Con này mặc rộng á thì chốt, còn không mặc rộng thì không có chốt nha. Em nói rất là rõ luôn ha. 1, 2, 3 nè. 4 nè. 5 nè. Trời ơi con này chị mặc nó nói thiệt ban đêm luôn. Con này mặc gì là bao đêm luôn. 5 nè. 5 nè. Chưa lên được con thứ 6 luôn mấy chị. Chưa lên được con thứ 6 luôn nha. Rồi 6 nè. 6 cái của Nguyễn Hoàng Xuân Hương. Xin địa chỉ số điện thoại luôn nè. Nhắn tin trong tin nhắn. Xin địa chỉ số điện thoại Nguyễn Hoàng Xuân Hương nè. 240 nè. 300 ông bay. Bởi vì 300 ông Bảy bỏ trốn luôn. Lẽ gì? Cái gì 300 mà ông Bảy bỏ trốn luôn. Nhung Lâm ba áo dây nè. Trời ơi áo này mà về mấy chị mặc ngủ là ta nói em mát khỏi sơ chim luôn á. Thiệt. Rồi nói gì ta? Em nói cái gì vậy? Mát cái gì mà khỏi sơ chim? Trời ơi 200kg nhiều áo đẹp quá. 200kg nhiều áo đẹp lắm luôn á. 2 mấy con này size nhỏ để dành lại cho chị Tâm. 2, 3. Rồi ba áo của chị Nhung Lâm Tỉnh nha. Nhung Lâm Tỉnh ba áo nè. Hôm nay là mấy chị không ở lại cái like này là mấy chị hối hận lắm luôn á. Dạ chị Phạm Thủy ba áo nha chị Phạm Thủy. Ba áo là cái bao em đang cầm là bao áo dây đen nè. Mấy chị đợi em khui cái bao này ra nha. Này size 100kg nè. 1 nè. 2 nè. Cho con sọc nâu nè. 3 là tôi chưa có con nào luôn á mấy chị. Rồi ba con của chị Phạm Thủy nè. Phạm Thủy 067. Phạm Thủy là Nhung Lâm Tỉnh. Phạm Thủy 067 nè. Phạm Thủy vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha, chứ bên nhà em không gọi điện chốt hàng đâu. Ba con của Phạm Thủy nè. Chị nhắn tin này con. Cho em 5 áo mỏng nhẹ 70kg của Nguyễn Thị Kim Liên có như vậy. Thảm Thủy nhiêu cái hả? Nguyễn Thị Kim Liên có rồi không? Yên ơi là Yên em đây. Em cho chứ không phải của em, size nhỏ thôi. Đã của vợ phèo đi. Cái gì? Thảm Thủy 3 áo 120. Nguyễn Bé có rồi nha.
Yến Nhi thấy Yên là thấy 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 Yến Nhi nha. Có áo có rồi thôi. Ừ. Dạ phải ông xã nha, ba áo của Tú Quỳnh nè. Ba áo của Tú Quỳnh, Tú Quỳnh về mặc áo này Tú Quỳnh sẽ bị mê nha. Tú Quỳnh về nè. Xé cái đây nè, cho cái này cho Tú Quỳnh nè. Ba con của Lan Phạm Ngọc nè. Lan ơi Lan, Lan vào gõ cửa chân xúc gạo nuôi trai. Lan ơi Lan, Lan vào gõ cửa xúc gạo nuôi con. Lan ơi Lan, Lan đó bù chưa Lan. Ba cái ơi của Lan ơi ơi. Cuộc sống môn sinh vì em xếp yếm sọt em chọn. Chị ơi lên xếp yếm sọt em chọn. Giờ là em lên được hàng Việt Nam xuất khẩu cho chị. Chứ giờ mà kêu em lên hàng khác là em chưa có bung được đâu. Chế ngồi chơi với em chút chế Quỳnh Như ơi. Rồi ba con của Lan Phạm Ngọc nè. Nhắn tin cho con ba con của Lan Phạm Ngọc nè. Lấy vợ phèo là chị Yên ơi đợi em nha chị. Cao nhận không thấy. Sao nhắn không thấy. Cao Kim Phượng em mới lấy cho chị ba con nữa rồi nha. Thấy Yến Nhi lên nghe có ba con rồi. Chị ơi thấy chốt với chị Nhung Lâm ba con rồi. Không có chốt tộc được nha. Đáng cho Hạnh Trần Kim này. Hạnh Trần Kim tổng cộng mấy con rồi. Chị Hạnh đừng mặc. Chị không có mặc được đâu. Mất công suốt rồi. Áo rộng chị không thích. Dạ chị Trần Tuyền có rồi. Áo dây đầm dây 90 ngàn đợi coi thử. À, chị mới chuyển khoản mai gửi về cho chị luôn. Gửi mấy cái đầm dây luôn mai đi kiếm lại chị. Hồi lại ba cái giờ ba cái trùng trùng coi trùng màu. Coi chưa hai cái gì. Coi thử hai cái viên của Cao Kim Phượng thử có trùng màu không. À lấy ba cái. Không chốt cho chị Anh Lê nha. Ba cái của Tú Quỳnh có rồi. Chị Yên ơi mặc đầm ngủ chắc tối nào cũng nồi. Sao chị nào đó tới giờ Mỹ lầy lên rồi. Không ho ở phía sau là đầm là dâm mất một con. Dâm đẹp lắm. Dâm đẹp lắm. Có trùng không? Tự kiểm tra hai bịch đi. Chắc trùng chứ chị Phượng chỉ buồn. Chị Cao Kim Phượng đưa quay cái bill lại chị coi coi. Quay cái bill Cao Kim Phượng vậy là dưới cùng nó có 3 cái 120 rồi. Mở ra hết dưới cùng có 3 con dưới đó. Đấy là luôn á thì. Rồi coi thử hai bịch có trùng không. Tao bán tao không mệt mà tao nói tao mệt á. Nhưng mà phun rộng nha Nguyễn Hoàng Tương Hương. À, chị Dung Hồng em ở Phú Yên chị. Lấy size lớn nhưng mà em không cho chọn màu chị. Chị Ngọc Mai Đăng em cũng không chốt trùng nha. Trùng cái gì ạ? À, nhiều áo, trùng cái hả? Được coi mấy năm màu rồi. Trùng con màu gì? Nè. Tôi đưa em lấy một cái màu này đi. Đi rồi. Màu này có rồi không? Có rồi. Từ từ nha, từ từ bỏ vô. Chưa có đen phải không? Chưa. Rồi cho con đen đi. Ai coi được có bị lỗi không anh Tư? Áo dây ba con của Hạnh Dung Trần có chưa vậy? Ba con trăm hai quẹo lựa đi. Hạnh Trần kia chứ Hạnh Dung Trần không có. Dạ Hạnh Dung Trần chưa có hả? Ừ. Hạnh Dung Trần chưa có luôn. Và nó che lỗi hả anh Tân Quân sau đó đi. Vậy lấy cái khác chưa vậy? Lấy cái khác cho che chỉ chưa? Rồi đây nè. Trời ơi, Lan ngồi nói hoài chưa chốt cho bà Hạnh Dung Trần. Bà giận chứ bà nghĩ mẹ mua luôn. Rồi em hát bà rồi em bán tiếp nha. Hạnh Dung Trần đâu rồi bé ơi. Này cô bé ơi. Kêu cho Hạnh Dung Trần đâu rồi. Chọn lên Hạnh Dung Trần ba con 120 đi con. Hạnh Dung Lệ Tây ơi. Hạnh Dung Trần ba con 120. Ba con 120 chốt nha. Trâm Nguyễn nè, Hiếu Cà Mau chốt ba con nè. Làm ơn chốt ba con kèm số ký ba con kèm. Em nói với chị Trâm nha. Ủa đây à. Em nói riêng con áo nào em không cần biết. Chứ riêng con áo này mà chị Trâm qua là chị Trâm sẽ mê say cái vải. Nói thiệt lòng luôn á. Chị qua mà chị cầm cái vải đi lên là chị chỉ mê say thôi. Còn tay lớn nhiều lắm á chị. Mà form này là form rộng ha. Không phải form chật ha. Ông báo cho biết nhẹ nhẹ vậy á. Form này là form rộng chứ không phải mặc ôm vô người đâu nha. Ai buồn mà dám chịu nha. Rồi Hiếu Cà Mau nè. Trâm Nguyễn ba cái nè. Ba cái trăm hai ghi Trâm Nguyễn Cà Mau vô con. Trâm Nguyễn là ghi Hiếu Cà Mau á. Cà Mau đã cắm chuột trên bờ sóng ngã bay. Sao? Ủa nãy giờ lấy ba áo của Linh Nguyễn chưa vậy?
ba áo Linh Nguyễn size 100kg là 1 2. Dạ 1 nè, size rộng nha Linh ơi. Dạ thông báo cho Linh biết là size rộng ha. Thông báo cho Linh biết là size này là size rộng nha. 1 2. Con này là con rộng 3 cái của Linh Nguyễn nè. Rồi 3 cái của Linh Nguyễn nè. Linh Nguyễn 3 cái 9189. 9189 của Linh Nguyễn nè. Cho em màu. Không, không có chọn màu đâu. Ai bán này đi bỏ. Sao em có lấy hàng về nữa đâu. Nhi vỏ nhiêu ký, Nhi vỏ mặc con rộng được không? Dạ, lấy em 6 áo 100kg của Ngọc Tân Trương. Trời ơi, cảm ơn chế nha. Cảm ơn chế nhiều nha. Cảm ơn chế nhiều lắm luôn. Hoa Nhi ơi, Nhi nhiêu ký chút rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 5 kiếm con màu đẹp với chị. 6 6 áo. 6 áo của chị Ngọc Tân Hương, Ngọc Tân Trương này, 120 cộng 120 con. 6 áo, tại em phân ra 2 bịch đó nha. Đó, em phải chào chị. Và cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Đó. 3 áo GI, 3 áo 75kg mặc form rộng được không? Không có 75kg đâu. Vô form một cái là nó chạy tới form 90kg luôn á. Chứ không có nhỏ đâu nha mấy chị. Nè mấy chị coi cái form áo đi. Cho nên chị nào mà không thích mặc rộng form này thì đừng mặc. Đó, mấy chị thấy form áo không? Chị nào không thích mặc rộng đừng mặc. Rồi ba con size nhỏ chị Nguyễn Tâm nè. Ba con size nhỏ cho chị kiếm view của chị Tâm. Ba con size nhỏ của chị Tâm cho con gái chị Tâm rồi. Này cô bé ơi. Nè chị Tâm Nguyễn nè. Chị Tâm Nguyễn ba con 120 lấy cho mẹ chế. Ba con 120 của chị Tâm Nguyễn nè. Dạ chị Sương Nguyễn em thấy chị nha. Chị nói em chị lấy em phải không? Ok lấy em. Ôi ôi lấy em luôn ha. Rồi lấy em. Nhưng mà con này mặc đẹp mặc đã lắm Nhi ơi. Con này mặc đã dễ sợ lắm Nhi. Nói thiệt. Một. Một để kiếm size đã. Hai. Ba. Rồi ba con của Nhi Nguyễn nè. Ba con của Nhi Nguyễn nè. Đợi tí xíu em lên bao đồ đen rồi mấy chị chốt sau nha. Bao đen đó em không bán một cái, em cũng con em cũng bán cho mấy chị là ba con. Em cũng bán cho mấy chị ba con 120 màu đen. Mấy chị mua trùng kề mấy chị, nhưng mà em bán vậy á ha. Chị Mậu Mậu chốt áo kịp số ký đi Mậu Mậu ơi. Ba con size lớn phải không chị? Một. Chị mà hai. Chị xem rồi mà 1 phút nữa chị không cho em địa chỉ lên. Ba con của chế Mậu Mậu nè. Ba con 120 của chế Mậu Mậu. Chị ơi đổi xếp vết trắng 300. Hồi hôm lấy đầm viền trắng của lá sen sau nhé. Ủa sao mấy chị chốt rồi là mấy chị kêu mấy chị không chịu là sao? Thì khi like em cũng đưa lên cho mấy chị coi mà mấy chị chốt hàng. Xong rồi giờ mấy chị lại, mấy chị tự chốt rồi mấy chị tự đóng tranh lại. Mấy chị không chịu rồi tự mấy chị đổi, em chưa hiểu. Có nghĩa là đồ đã còn ở trên này hay là đồ đã đi rồi? Ha? Đồ đã ở trên này hay đồ đã đi rồi? Chị Việt Trung nhận hàng chưa? Lấy cho em hai. Cho em hai nữa đừng lấy trắng máu nâu cũng được. Là chị Hoa Quỳnh nói gì em không hiểu. Là có nghĩa là lấy thêm hai cái nữa Nhi Võ chửi cũng không phải Nhi Nguyễn chị ạ. Nhi Võ chứ không phải Nhi Nguyễn. Ừ, nãy là Nhi Võ hả ha? Cái video mới có vừa rồi là của gì? Chị nhắn tin vô trong tin nhắn chứ em chị nói ở đây em cái lùng đọc cái cục cô Thanh Loan đi con. Ấy là chị Hoa Quỳnh à. Ủa chị Mậu Mậu đưa trẻ áo lại đi. Chốt mà không đưa số ký đơn gì hết trơn. Trời con chốt tới 100kg về mà. Chốt đưa số ký lên đi cho em hẹn chế bớt rộng lại đi. Hậu em đổi ra đi. Nè có con cái của chị Tâm nữa nè. Chị Tâm size nhỏ nè. Cô hôm nay nói gì con? Cái đầm này rộng quá nè. Rộng bi bóp lại giùm chút đi trời. Trời ơi mấy chị mà bây giờ mà gửi đồ mấy chị mà vừa xích thì bán like sao được. Mấy chị rộng thì mấy chị đi có thể đi bóp giùm em một tí xíu được không? Em hỏi thiệt á, ví dụ như rộng mấy chị có thể đi bóp giùm em một tí xíu được không mấy chị? Nói thiệt có thương em giùm cái đi, ba cái của Mậu Mậu nè. Đậu rồi nè. Đậu, ừ. Việt Trung nhận bill chưa? Rồi. Có khi nhận được rồi. Một nè. Của cô Việt Trung nè. Hai nè.
Con rộng nha chị Việt Trung ơi. Rồi ba cái của chị Việt Trung nè. Rộng thì chị có thể